Bắt đầu ghi giờ đấy nhé. Như vậy chúng ta sẽ học cái nôm na là học cách vận dụng cái sử dụng cái thực hành cái phần mềm thư có biểu của chúng tôi thôi. Thì cái phần mềm thư có biểu này thì tôi nói luôn là nó khó ở chỗ nào? Nó khó với chúng ta là chúng ta không nắm được cái mà chúng ta không nắm được cái cốt lõi, cái nguyên tắc của thư có biểu. Cho nên là rất nhiều người là cái làm việc có thể có biểu cứ nghĩ đơn giản như là xếp tay hay là cứ nghĩ đơn giản như là soạn thảo văn bản ấy, không không có cái gọi là có cái gọi có không có cái tư duy của cái việc sử dụng có biểu, cho nên là nó khó chỗ đó thôi. Còn phần mềm này là nó rất là dễ dễ sử dụng, không nó không có gì là khó cả, hoàn toàn là có thấy là hoàn toàn bằng tiếng Việt. Thế có nào, đây là hệ thống, đây là hệ thống thực đơn, đây là các cái ribbon đây, đúng không? Tất cả nó đều bằng tiếng Việt hết, có những biểu tượng, có cái icon rất là dễ hiểu, hoàn toàn bằng tiếng Việt. Cho nên là về cách sử dụng phần mềm thì nó không khó, nhưng mà cái khó là một số các cái nguyên tắc ấy, cái nguyên tắc về cái nguyên tắc liên quan đến dữ liệu thư có biểu. Thì cái đó là đa số các bạn mới vào lúng túng ấy thì không nắm vững. Còn những người đã thạo rồi ấy, đã hiểu rồi thì thấy rất là dễ. Thì thấy không khó, chỉ khó đối với người mà vào sau, vào muộn, hoặc là những người đã vào dùng rồi nhưng vẫn cốt nhưng vẫn không hiểu cái bản chất của các bài toán thư có biểu. Cho nên là hay kêu ca tại sao thế này, sao thế kia, sao nó không như này, sao nó không như thế kia. Đấy, cái khó là chỗ đó nhé. Thì tôi nói về thư có biểu, các bạn chú ý cho tôi là có hai ý rất quan trọng. Hai ý là như thế này này. Thứ nhất ấy là cái bài toán thì có biểu là cái bài toán nên làm bài toán xếp lịch. Thì mà cái xếp lịch này là nó tất cả các bạn biết là mỗi một người mà muốn là mình có thể có biểu trên trên ở trên lớp ấy, ai cũng muốn là mình có thể có biểu tốt. Không ai muốn là thầy có biểu không 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 ưng theo ý mình. Ví dụ là tôi có lớp dạy ngoài vào thứ bảy thì tôi muốn nghỉ thứ bảy. Nhưng mà nhà trường lại xếp tôi vào thứ bảy thì là kêu thế lại kêu người tôi muốn là dạy nó dài ra, vì tôi là người rất yếu, tôi không muốn là tôi ở nhà nhà tôi ở gần trường, tôi muốn dạy nó dài ra mỗi ngày một một hai tiết thôi cho đỡ đỡ mệt. Nó lại xếp liền lại nhiều lên vào một hai ngày thì tôi lại kêu. Nhưng tôi giả sử tôi là ở nhà, tôi nhà ở xa, tôi muốn xếp liền lại và tôi muốn nghỉ hẳn vài ba ngày thì máy lại xếp ra, lại xếp giải ra thì lại kêu. Như vậy là cái khái niệm là tốt xấu của thư biểu nó là khái niệm hoàn toàn tương đối, các bạn hiểu nhỉ, nó là tương đối. Cho nên là không thể có một cái giải pháp tối ưu tuyệt đối cho tất cả mọi người. Đó là một nguyên tắc đầu tiên mà chúng ta thấy. Bao giờ khi chúng ta bất cứ một thư biểu nào mà khi nhà trường làm xong đưa lên ấy, thì về lý thuyết ấy bao giờ cũng phải có là cần gần một nửa nhà trường, cần một nửa nhà trường đã thấy là mình không không ưng lắm, đã thấy là mình không không thích cái thật có biểu này. Trong cái đó là có một nửa còn lại là họ thấy ưng. Nhưng mà thường những người mà ưng thì họ im lặng, không không nói gì, chẳng ai kêu lên là ô thật có biểu của tôi đẹp quá. Chỉ có những người thấy xấu thì mới kêu, cho nên cảm giác chung là ai cũng kêu cả. Đấy. Như vậy là nguyên tắc đầu tiên của bài toán xếp lịch là như vậy, là nó không bao giờ có thể tối ưu cho tất cả mọi người, thì chúng ta phải hiểu điều đó. Chúng ta cảm giác tôi mô tả một hình dung là bài toán xếp lịch nhanh để chúng ta hiểu nhé. Ở trong cái phòng như này, nó rộng như thế này mà chỉ có hai cái quạt trần thôi, mà chỉ ai ngồi đúng dưới quạt trần này thì mát thôi, còn ai ngồi lệch ra là nóng. Thì bài sử trong phòng này xếp 50 người thì quạt trần này thì mỗi một quạt trần này chỉ chiếu xuống được hai người thôi, vậy suy ra là một phòng 50 người là chỉ có là khoảng một chục người là mát thôi, còn lại là 40 người là gì, là nó không mát. Thế làm thế nào bây giờ? Thế những người không mát cứ bảo sếp tôi xấu, tôi muốn vào cho quạt cơ, mà quạt thì có người khác ngồi rồi, thế làm thế nào bây giờ? Chấp nhận thôi, cũng không có gì khác cả, chấp nhận là mình xấu một chút rồi là mình sẽ đổi chỗ cho những người khác. Anh bạn tôi là ngồi dưới quạt mát nhé, tôi là người nóng nhé, thì xin phép là thôi tôi dậy một thời gian xong tôi đổ cho anh. Thế thì hợp lý hơn là ngồi kêu ca.
Đó là một ý nhé, đó là những cái ý đầu tiên. Ý thứ hai là như này, ý thứ hai rất quan trọng của thầy có biểu là vì thầy có biểu là bài toán xếp lịch, cho nên là nó tương đối là có cái quan hệ về dữ liệu là chặt chẽ. Cho nên chúng ta phải rất chú ý khi chúng ta mà tạo ra các cái đối tượng, các cái môn học rồi chúng ta là phân công chuyên môn thì phải rất là chặt chẽ, không được làm sai. Khi chúng ta không hiểu nó, chúng ta cho ra chỉ làm sai một chút thôi là nó bị là phân công nó bị sai, và như vậy dữ liệu lên màn hình là dữ liệu lên thư biểu nó bị sai, và sai như vậy là nó ảnh hưởng đến toàn bộ tất cả. Cho nên chúng ta phải cũng phải hiểu ý thứ hai là phải hiểu một chút về cái bản chất của bài toán thầy cô biểu, bản chất dữ liệu của bài toán thầy cô biểu để chúng ta làm cho nó đúng. Đó thì là như vậy là hay ý nhé. Đấy. Số người bây giờ vẫn 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 đang vào, để tôi một chút. Rồi, thế trên mình của chúng ta chính là cái giao diện của phần mềm thư biểu mới của chúng tôi nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau chúng ta xem xét một chút này. Tôi đã sơ qua nhé. Thì nó có các hệ thống, các cái thực đơn chính cũng có là hệ thống này, dữ liệu, lệnh chính, khung nhìn, công cụ và trợ giúp. Thì mỗi một cái lệnh hệ thống này này, mỗi một cái lệnh này, thực đơn này thì nó có cái nút bên dưới này, là cái này nó gọi thanh công cụ hay là thanh ribbon đấy, đúng không? Thì nó có những lệnh con ở bên trong này đó, được chưa? Dữ liệu này đấy, là có thanh con bên trong và lệnh chính này đấy. Thì hệ thống là gồm những lệnh con là những lệnh liên quan đến hệ thống chung của toàn bộ phần mềm, chúng ta sẽ học sau. Phần dữ liệu này là toàn bộ những cái lệnh mà chúng ta cần nhập dữ liệu vào bên trong cái bài toán không biểu. Cái phần này rất quan trọng, nhập mà chính xác hay là không chính xác là nó ở cái thực đơn dữ liệu này. Thứ ba là lệnh chính, là bao gồm những cái lệnh mà chúng tôi đặt ra là những lệnh gọi là cơ bản chính thống nhất với toàn bộ, với chung toàn bộ thì không biểu. Ví dụ như là lệnh là xếp tự động 100%, lệnh là xóa toàn bộ thì không biểu, một số lệnh khác nữa, như là thiết lập những cái hệ những cái lựa chọn chung của toàn hệ thống thì mình tôi đưa vào cái thư đơn là lệnh chính. Còn khung nhìn là gì? Khung nhìn đấy là tổng hợp tất cả các chức năng mà chúng ta dùng để chúng ta chỉnh sửa, chúng ta tinh chỉnh kho biểu đấy. Thì tại sao cái khung nhìn này là quan trọng? Vậy tôi nói nhé, tôi đang cho các bạn hình dung là một cái thư biểu là cái gì, là cái mà xếp lịch. Đây, ví dụ chúng ta cái phòng của tôi đây là có hai quạt trần, mà phòng này có thể chứa được 50 người. Thì chúng ta đưa 50 người vào ngồi ở đây thì chúng ta xếp xong một thầy cô biểu. Nhưng mà ông này kêu nóng, ông này kêu lạnh, ông này kêu mát quá, ông này kêu chật quá, thì chúng ta phải nhìn vào, chúng ta có thể tinh chỉnh điều chỉnh ông này sang ông chỗ kia, chỗ này sang chỗ này. Thì đó, tất cả những lệnh tinh chỉnh đó nằm ở cái thực đơn là khung nhìn. Như này, khung nhìn này nhé. Chứ khung nhìn là cái lệnh rất quan trọng nhé. Rất quan trọng. Gọi để tôi một chút. Alo. Ai đấy? Cả lớp đang đọc với mà em. Chắc là loa quay bị hỏng thôi. À thế không hiểu đấy. Cả lớp mình cũng đang nghe được cái này. Thế mình không hiểu lắm. Em sẽ bắt vào lại đi nhé. Mình có một số một bạn này không nghe thấy gì cả. Lạ quá. Để thêm một chút nhé. Đấy, như vậy là cái thực đơn không nhìn là gì? Là gồm những lệnh dùng để mà tinh chỉnh thì có biểu. Tinh chỉnh. Chúng ta có thể chuyển ông này sang chỗ kia, chỗ kia sang chỗ này, rồi những lệnh khác, rất nhiều lệnh tinh chỉnh khác nhau. Thì cái phần tinh chỉnh này là một trong những chức năng mà là khó nhất của phần mềm. Nhưng mà không thể học ngay được, không thể học ngay một lúc được. Mà cái ngay buổi hôm nay tôi chỉ nói một vài lệnh tinh chỉnh thôi, không 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 dạy cho tất cả. Cho nên chúng ta riêng phần không nhìn này là chúng ta phải tự học ở nhà, học sau này. Đấy, chúng ta phải tự học, tự tự làm nhiều thì nó quen dần đi. Mỗi một người làm thì có biểu nhé, thế tôi
Tôi nghĩ như này này, chúng ta sẽ phải vất vả học và xếp khoảng một hai cái thì có biểu cho trường mình. Nhưng mà là năm đầu tiên đấy, chúng ta sẽ xếp sẽ vất vả, cảm thấy rất là khó khăn. Đến năm thứ hai trở đi, bắt đầu nó mới đỡ dần đi. Là tập quen dần với những lệnh tinh chỉnh, quen dần các thao tác trên trên máy tính, chúng ta sẽ làm quen dần đi. Đến năm thứ hai, năm thứ ba trở đi là các bạn rất thành thạo và các bạn sẽ làm theo biểu rất là nhẹ nhàng. Nên tôi biết là ngay ở ở Việt Nam mình là có rất rất nhiều giáo viên là dùng phần mềm của chúng tôi đã rất thành thạo rồi. Đối với họ thì ta làm theo biểu này nhẹ nhàng, như là chỉ khoảng mất 5 phút là xong một theo biểu, rất nhẹ nhàng luôn, không không vất vả gì nữa. Còn đối với người nào mà mới ấy, chưa quen ấy thì thấy rất là vất vả. Thì người vất vả là hay hay kêu. Thì chúng ta nên học hỏi lẫn nhau. Thì cái nhóm mà phần mềm mà tôi để trên Facebook là cái nhóm mà chúng ta có thể trao đổi với nhau, được trao đổi những người mà chưa thạo, trao đổi với người đã thạo rồi. Đó. Thì mà tôi gọi chung cái việc đó là gì, là cái em là các thao tác mà tôi gọi là cái mà tôi dùng cái từ là tư duy xếp thành kho biểu. Những ai mà đã thạo rồi là người đã có tư duy xếp thành kho biểu. Nhưng mà tôi xếp thành kho biểu nó giống như là thói quen gì đó đấy. Như vậy, như ai làm toán giỏi thì người ta kêu là anh đã có tư duy toán. Ai làm tin học giỏi thì người ta gọi là anh đã có tư duy tin học tốt. Thì ai xếp thành kho biểu giỏi thì người ta gọi là anh đó là có tư duy xếp thành kho biểu tốt. Thì nó như thế thôi, làm quen dần người ta quen dần những lệnh của nó, quen dần cái tư duy quan sát ở trên màn hình. Chúng ta phải biến cái tư duy xếp bằng tay chuyển sang tư duy xếp trên trên máy. Đấy. Rồi nhé, thì chúng ta bắt đầu nhé, bắt đầu vào cụ thể này. Thì tôi sẽ trình bày với các bạn về đây. Trước mắt là tôi nói qua một chút nhé, là khi mà chúng ta mà làm được kho biểu ấy, thì tất cả cái việc mà liên quan đến 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 việc thì kho biểu muốn xin tải ở đâu, hay muốn hỏi gì về phần mềm, muốn muốn hỏi về chuyện mua bán hay là nâng cấp, thì các bạn liên hệ với số điện thoại này nhé. Hoặc là cô Hường, đây là cô Hường, điện thoại cô Hường đấy nhé, chúng ta có thể gặp cô Hường bất cứ lúc nào đấy. Và chúng ta sẽ vào đây và chúng ta sẽ có hai cái link rất quan trọng. Một cái link là cái bản demo của phần mềm, bản demo là bản dùng thử, các bạn có thể tải về và chạy và dùng như thật luôn. Cái bản dùng thử này này nó là cái bản luôn, nó chỉ khác cái bản thật là chúng ta được phép là tạo ra một thời cơ biểu mới của chúng mình. Chúng ta mở file ra và lưu file lại là 15 lần, đó là bản demo. Sau 15 lần là nó khóa lại, không chúng ta không 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 mở được nữa. Đó, thì đó là cái bản demo. Còn bản chạy thật ở đây này, ở dưới này này là cái bản là chúng ta có thể dùng nó vô hạn lần. Quý nhất, chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng cái bản gọi là bản dùng thử của chúng tôi để các bạn này, để các bạn học, các bạn làm việc như bình thường. Được rồi, thế thì tôi bắt đầu nói sang cái cách chúng ta sử dụng. Thì như này nhé, ở đây là cái phần mà tôi nói về, tôi mô tả cái phần là các lệnh, các cái thực đơn thôi, thực đơn của phần mềm rồi là vân vân. Đây, tôi sẽ nói hôm nay tôi sẽ nói các bạn về cái nhanh về cái quy trình 7 bước xếp thành kho biểu nhanh nhé. Thì tôi nói nhanh với các bạn về 7 bước là như này nhé. Hôm nay tôi sẽ trình bày và demo thật nhanh toàn bộ 7 bước này, và tôi sẽ nhấn mạnh chỗ nào quan trọng mà chúng ta phải chú ý nhé. Bước thứ nhất là khởi tạo một cái file thời khóa biểu mới cho trường mình. Cái file mỗi một trường, mỗi một thời khóa biểu cho mình sẽ là một cái file trên đĩa, cái file có đuôi là STKB, và chúng ta chỉ tạo file đó một lần thôi và dùng cái file đó mãi mãi. Dù chỉ dùng một file thì dùng suốt từ năm này sang năm khác, tất cả cuộc đời của phần mềm có biểu, các bạn dùng một file, không phải dùng nhiều file, không phải cứ một lần xin có biểu là tạo một file, tất cả dùng một file thôi. Bước 1 là chúng ta khởi tạo cái file đó và chúng ta nhập dữ liệu gốc nhá, dữ liệu gốc cho có biểu. Dữ liệu gốc là gì, nôm na chúng ta hiểu dữ liệu gốc là dữ liệu chúng ta nhập một lần thôi, không cần nhập lại lần thứ hai nữa, thì nó gọi là tạm thời gọi là gốc. Tất nhiên là chúng ta có sửa, có thêm bớt, như là chúng ta nhập giáo viên chẳng hạn, thì năm sang năm nay chúng ta lại có một người mới về, chúng ta nhập thêm một người vào, có một người chuyển đi, chúng ta có thể xóa đi một người,
Còn nói chung toàn bộ thì có biểu chúng ta là không thay đổi, vẫn từng cái giáo viên hay là lớp học vẫn từng cái lớp thôi. Năm sau có thể thêm một lớp hay là bỏ đi một lớp, chúng ta có thể xóa đi một lớp thôi, chúng ta không phải làm lại nhập lại lớp học hay là môn học, hầu như là chuẩn số môn học là chuẩn xác, trừ trừ đến sang năm, trừ đến sang năm năm nữa khi chúng ta bắt đầu dùng một chương trình mới đấy, chương trình giáo dục phổ thông mới, thì chúng ta sẽ phải nhập lại môn học một chút, vì các chương trình vòng mới là nó có thêm nhiều môn học khác nhau, nhất là cấp 3 rất nhiều môn học, thì chúng ta sẽ nhập thêm một chút thôi, còn nhập một lần thôi, không còn nhập lại nữa. Rồi đó là bước 1 nhá. Bước 2 là chúng ta nhập cái thuộc tính môn học và ràng buộc giáo viên, cho nó nhanh nhá. Thuộc tính môn học là cái gì? Là những thuộc tính sư phạm của môn học. Ví dụ như là môn toán cần có 2 tiết một tuần, xếp tự động 2 tiết một tuần. Môn văn có 2 tiết một tuần. Các môn khác là học 1 tiết cho một buổi cho một ngày. Ví dụ như vậy thì nó gọi là các cái ràng buộc sư phạm môn học. Thì ràng buộc sư phạm môn học này này, người ta gọi là thuộc tính môn học này, là cũng chỉ nhập một lần thôi, không không phải nhập lại lần, không nhập lần thứ hai đâu. Còn cái ràng buộc giáo viên, thì đây là những cái yêu cầu riêng của từng giáo viên. Giáo viên này là xin nghỉ thứ bảy, giáo viên kia là xin nghỉ thứ ba, giáo viên này là xin nghỉ tiết 5, giáo viên kia là xin nghỉ tiết 1. Thì cái này chúng ta về nguyên tắc chúng ta có thể nhập vào cho mọi giáo viên nhé. Nhưng mà tôi nói luôn trước luôn là ràng buộc giáo viên chúng ta không nên nhập nhiều quá cho toàn bộ nhà trường. Vì chúng ta nhập càng nhiều vào thì nó sẽ càng làm cho nó càng khó xếp, và nó càng phá vỡ cái ràng buộc thôi việc của những người khác. Chuyên nhập ít thôi, nhập một vài cái cơ bản nhất thôi, không nên nhập quá nhiều. Được rồi, đó là cái bước số 2. Như vậy là cái bước số 2 này cũng là cái bước mà chúng ta hầu như chỉ nhập một lần thôi, còn lần thứ hai chỉ đi là hầu như không phải sửa nhiều nữa nhé. Còn cái số 3 là rất quan trọng. Cái số 3 là nhập bảng phân công chuyên môn cho thầy có biểu hiện thời. Thì cái số 3 này là nhập mỗi một lần sẽ có biểu là nhập một lần. Đó, cái này là mỗi lần sẽ có biểu là nhập lại cái bảng của chuyên môn này. Nhưng như vậy là mỗi năm là một lần, mỗi học kỳ là một lần luôn. Trừ những trường học học kỳ 2 là nó giống hệt nhau thì thôi, còn đa số là cũng có thay đổi. Nhất là một số trường cấp 3 hay cấp 2 vào đến tháng tháng 4 là bắt đầu là đổi thầy có biểu để chúng ta chuẩn bị cho cái lịch thi vào 10 hay thi đại học. Thì như vậy chúng ta phải làm lại cái bảng thầy có biểu, chúng ta phải nhập lại cái bảng không chuyên môn này. Nhưng cái bảng số 3 này là cái bảng số 3 này là cái trái tim của thầy có biểu, là cái phần rất quan trọng, nhập rất là dễ sai, rất cẩn thận không thì bị sai. Rồi thì sau khi xong bước 1, 2, 3 rồi là về nguyên lý là đã xong được 70% thầy có biểu rồi đấy. Rồi sang bước 4 là cái bước chuẩn bị xếp thầy có biểu. Nôm na là chuẩn bị để xếp 100% thầy có biểu của bước 5. Bước 5 là xếp một lần một lệnh thôi là xếp được toàn bộ thầy có biểu luôn. Thì bước 4 là bước là chuẩn bị cho bước 5. Thì bước 4 là bước mà nó tương đối khó hiểu với một vài người mới. Còn những ai mà thạo rồi thì bước 4 chỉ làm trong một vài phút là xong. Mà tất nhiên là đối với người chưa thạo bước 4 này sẽ làm rất lâu, cảm giác là hay 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 làm sai là nhập sai, nhập lung tung rồi bị lẫn lộn rồi không hiểu gì cả. Bước 4 là bước 4 là tôi quan sát rồi, rất nhiều giáo viên là làm sai bước 4 không hiểu gì cả, cho nên là hay kêu lắm, kêu sao lại như này, kêu sao lại như này, sao lại không xuất được 100%, lại bị lỗi lung tung, là do là không hiểu thôi. Khi mà hiểu rồi thì bước 4 chỉ làm trong 5 phút là cùng mà xong bước 4. Thì sang bước 5 là xếp 100%, ta chỉ bấm nút cái là trong 1 phút là xếp xong thầy có biểu. Đấy, cho nên là các bạn thấy không? Thời gian nó chỉ khó ở bước 1, 2 và bước 3 thôi. Bước 3 là bước khó nhất, là bước phải nhập chính xác công chuyên môn. Khi nhập bước 3 chính xác rồi thì bước 4 nếu ai mà thạo ấy, hiểu bản chất của thầy có biểu ấy, chỉ làm bước 4 trong một vài phút là xong. Như tôi mà làm chỉ một hai phút là xong bước 4. Nhưng mà đối với các bạn thì các bạn mới, chứ cảm thấy nhiều khi là nó còn lúng túng, nó chưa hiểu những khái niệm thế nào là chào cờ, thế nào là tiết sinh hoạt, thế nào là tiết không học, mà cứ lẫn lộn cái khái niệm đó và làm cho bị sai. Khi mà chúng ta thạo rồi thì làm thì bước 4 làm rất là nhanh nhé. Thì bước 4 làm xong rồi thì sang bước 5. Bước 5 là bước gì? Bước 5 là bước ta bấm một nút thôi và là xếp 100% thầy có biểu. Nhưng mà sau bước 5 là về lý thuyết là có thể in ra và toàn trường dùng được rồi.
Tất nhiên là có rất nhiều trường, rất nhiều người sẽ kêu oai oái là thời điểm của tôi xấu quá, nhưng với lý thuyết là xong. Thì các bạn biết không, khi mà chúng ta xếp tay ấy, thì ví dụ cái hôm ngày mai là chúng ta cần phải nộp cho có biểu, tối hôm trước chúng ta phải thức cả đêm để mà xếp xong cho có biểu, rất là mệt mỏi. Thì cái lệnh thứ năm này là cái lệnh mà giúp chúng ta không phải mệt mỏi, thì chúng ta ngày hôm sau chúng ta có cái áp lực là phải đưa thứ biểu ra rồi, thì đến đến tối hôm trước chúng ta có thể bấm nút là xong. Nhưng vấn đề là gì? Vấn đề là cái bước năm muốn được sắp được 100% ấy, thì bắt buộc là bước 4 là phải chuẩn xác. Chứ bước 4 này là rất quan trọng, chúng ta là bước 4 là bước mà phải làm chính xác tuyệt đối thì sang bước 5 nó mới xếp được 100%. Bước 4 mà làm không đúng ấy thì không thể xếp được 100%. Các bạn chú ý nhé. Thì sang bước bước 5 xong rồi thì về lý thuyết là chúng ta có thể đưa thử có biểu ra để các nhà trường có thể tuân theo và học được rồi. Tất nhiên là có giáo viên là xấu, giáo viên kia không kêu không đẹp vân vân, thì sang bước 6 là bước chúng ta quan sát và tinh chỉnh dữ liệu thì có biểu để làm sao cho cái số lượng người kêu ca nó giảm đi ít nhất, giảm đi thôi nhá chứ không phải là hết nhá. Không bao giờ, nhắc lại nguyên lý của một giáo sư lịch là bao giờ cũng có một nửa cái giáo viên, một nửa giáo viên như nhà trường là sẽ kêu là kêu là thời biểu của tôi là không hay nhá, là không đẹp. Chúng ta chú ý nhé. Như vậy là cái bước 6 là bước rất quan trọng, tôi nói rồi đấy. Tôi nói rồi, bước 6 chính là cái lệnh tinh chỉnh đấy. Bước 6 này chính là cái lệnh tinh chỉnh đây, là cái lệnh khung nhìn đây. Chúng ta sẽ có rất nhiều cái khung nhìn để chúng ta tinh chỉnh dữ liệu, rất nhiều cái màn hình khác nhau. Màn hình xem một lớp, màn hình xem nhiều lớp, màn hình xem một giáo viên, màn hình xem nhiều giáo viên. Màn hình xem cả phòng, cả cái phòng phòng học nếu mà có, màn hình xem toàn bộ sáng chiều và cùng một màn hình, vân vân. Có rất nhiều màn hình, tất cả nó có khoảng 5-6 cái màn hình khác nhau, thì mỗi màn như vậy là có cái lệnh khác nhau, chúng ta phải học từng từng nút một, nó hơi phức tạp một chút. Thì cái này nó phải, tôi nói là phải có thời gian chúng ta mới làm quen được, không thể nào mà học trong một vài ngày có thể thạo bước 6 đâu. Cái bước 6 này là cái bước chúng ta sẽ phải học dần, mà theo tôi là phải sau khoảng 2-3 năm thì mới thạo. 2-3 năm nhé, chứ mà không phải là 2-3 tháng. 2-3 năm sau thì mới thạo cái bước 6 này. Đây, còn bước 7 rất nhanh, đơn giản. Bước 7 là bước ta in ấn báo cáo, xuất bản ra dữ liệu, ra giấy hoặc ra Excel. Bước 6 là cái bước mà dễ thôi. Sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị thao tác để chuẩn bị cho năm tiếp theo. Thì hết năm nhé, thì vẫn cái file dữ liệu cũ đó, chúng ta chỉ việc là gì? Vẫn giữ nguyên file đó, chúng ta chỉ việc là thay đổi niên khóa, đúng không? Thay đổi học kỳ là chúng ta chuyển hẳn sang năm học sau và không còn chậm lại. Chúng ta nhập lại cái bước 3 thôi. Còn bước 1, bước 2 là không còn chậm lại nữa. Chúng ta sẽ làm tiếp sang năm học kỳ sau. Như vậy là một cái file đó là dùng dùng đi dùng lại vẫn một file đó nhé. Thì trước khi tôi đưa vào đi cụ thể, tôi nói luôn các bạn là như này nhé. Vì là có một file thôi, cho nên chúng ta chú ý, chúng ta tuyệt đối là không để mất cái file đó. Nếu mà chúng ta bị mất là chúng ta phải làm lại từ đầu, tất cả các bước từ đầu này, làm lại việc là nhập và khởi tạo lại, làm lại tất cả, mất thời gian lắm. Chứ chúng ta là chú ý cái file thời điểm của trường mình chúng ta phải phải lưu ở một vài nơi, đề phòng nó bị virus, đề phòng nó bị mất máy tính, bị hỏng máy tính chúng ta vẫn có lấy được ở chỗ khác ra nhé. Chứ đừng để tránh chúng ta để họ để đúng một nơi thôi và nó bị hỏng máy tính, hay là bị chẳng may ai vào nghịch lại xóa cho mất là thôi, chúng ta mất công, chúng ta làm bao nhiêu lâu công chúng ta bị mất có biểu đó. Thì bây giờ tôi bắt đầu đi vào cụ thể nhé. Tôi sẽ demo rất là nhanh những cái bước như là 1 2 1 2, nó rất nhanh. Sang đến bước 3, tôi nói kia một chút cũng nhanh, và tôi nói kỹ hơn các bạn là cái bước số 4 này. Bước số 4 là rất nhiều giáo viên là không hiểu, là làm sai. Tôi nói rất là kỹ bước 4. Còn sang bước 5 thì rất đơn giản, chỉ một lệnh thôi. Bước 6 tôi chỉ nói một vài lệnh đơn giản, không 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 nói kỹ bước 6 vì chúng ta không có thời gian nhé. Sau đó khi mà xong rồi thì sang cái phần thứ hai thì của hôm nay, tôi nói tất cả phần này chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi. Còn sang phần 2 là phần chúng ta có thể trao đổi thảo luận, ai có thắc mắc gì thì hỏi, thì tôi và bạn Duy Anh nhé sẽ cùng nhau trả lời. Bạn Hường nữa cũng đang ở trên máy tính đây. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào từ bước 1 nhé. Đây thì tôi hệ thống này thì nó có cái đây, nó có cái lệnh nhé, nó có cái lệnh là gì, là tạo mới này một tệp và mở tệp và đóng tệp.
Như vậy là mỗi một file thì theo biểu nó là một tệp, và chúng ta được phép là khởi tạo một cái tệp đó ra. Tạo rồi thì chúng ta có thể mở tệp, dùng lệnh mở. Thì tại một thời điểm chỉ được phép mở một tệp thôi. Và dùng xong thì đóng lại, đóng lại. Để tôi mô tả nó đang mở tệp như thế này. Đây này, mở tệp bên này. Thì khi mở tệp ấy, các bạn sẽ mở ra tìm trên máy tính thư mục mà chứa các file của chúng ta. Thì đây cái file tôi đang để tạm thời ở đây nhé. Thì đây là như vậy, là mỗi một thầy có biểu tôi làm một cái file có đuôi là STKB đây. Trên màn hình của tôi là có bốn file. Đây là một file là trường Liquidol, một file là trường mở đỉnh chim, một cái file này ở đâu đó tôi không biết nhớ lắm nhé. Thì chúng ta có thể mở một tệp ra. Như tôi mở tệp ra này. Bấm vào đây mà tôi bấm open là mở một tệp ra. Khi mở ra thì nó hiện ở đây chứ gì? Hiện lên cái file ở đây, chúng ta đang mở rồi. Như vậy là tại một thời điểm là phần mềm sẽ làm việc với một tệp thì có biểu. Khi chúng ta dùng xong rồi, đây bây chúng ta mở cho nhập dữ liệu này, đây lệnh nhập dữ liệu nhé. Ví dụ đây là nhập mà lớp này, để nhập lớp đây, sáng và chiều đây, nhập xong lớp chúng ta đóng lại. Đây là lệnh nhập mà giáo viên đây, nhập giáo viên đây, được chưa? Nhập xong rồi thì đóng lại. Đây là nhập mà yêu cầu ràng buộc giáo viên đây, đó. Đây là lệnh nhập mà yêu cầu của từng giáo viên một đây, đó. Đây là lệnh nhập thuộc tính môn học đây, đó. Đây là lệnh nhập cái phân công chuyên môn đây, đó. Dài như này, to như này, đúng không? Đóng lại đây. Đấy. Ta làm việc với đó, làm việc xong rồi đóng lại đây, đóng lại đây nhé. Khi đóng lại thì cái thằng này nó đóng lại này, đóng lại. Xong đóng lại thì chúng ta có thể là tạo tiếp mới và lại mở tiếp khác. Bây giờ mở tiếp khác này, đúng này lại mở. Bây tôi mở tiệm là Liquidol. Lại mở tập Liquidol. Thì ra ở đây. Bạn thấy rõ chưa nào? Như vậy là phần mềm sẽ tại thời điểm làm việc với một tiệm thôi. Chú ý cho cái file này là chúng ta chú ý là cái tiệm này, nhắc lại là ta dùng một tiệm thôi và dùng mãi mãi, không bao giờ thay cái file này cả nhé. Chú ý tôi thêm này, khi chúng ta đã mở tệp đã ra rồi mà chúng ta thao tác trên tệp rồi nhé, thì phần mềm sẽ tự động tạo ra một cái file gọi là file phòng hờ. File nó có đuôi là sbatch đây này. Hiện tôi đang mở cái file là vừa mở xong cái file là mặc định chi full, và phần mềm tự động tạo cái file là file sbatch, là cái file phòng hờ, đề phòng cái file chính này bị mất đi, thì chúng ta đổi tên cái file sbatch này thành cái file stkb và dùng lại như bình thường. Đây một số người nhé, một số bạn chú ý nhé, nếu mà chẳng may chúng ta bị hỏng cái file này cũng không phải là nhiều khi bị hỏng đấy, vì chúng ta đang dùng lệnh ghi dữ liệu mà nó bị mất điện hay bị virus nó cắn vào là chúng ta hỏng file luôn. Thì hỏng file thì chúng ta yên tâm, chúng ta sẽ mở cái thư mục mà chứa cái tệp đó ra, chúng ta tìm cái file batch. Thì file batch luôn là cái file mà lưu trữ cái dữ liệu gần nhất mà chúng ta vừa đang dùng. Yên tâm là cái file batch này nó chỉ khác cái file chính này ở một vài điểm thôi, hầu như nó vẫn là cái file chính này. Để cho yên tâm, nếu mà chẳng may mà bị hỏng cái file chính này, chúng ta sẽ dùng lại cái file batch này nhé. Đấy, bạn chú ý cho tôi chỗ đó nhé. Rồi, thì mình quay sang đây này, tôi quay sang. Đấy, chúng ta sẽ làm việc với một thư biểu thôi, một phần mềm thôi, và như vậy chỉ khởi tạo đúng một lần thôi. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ mô tả cái tác đầu tiên nhé. Chúng ta sẽ mô tả cái bước 1 là bước chúng ta là tạo một tệp mới. Đây là này, tạo một tệp mới và chúng ta sẽ nhập các thông tin gốc ban đầu. Tôi mô tả nhanh cái bước số 1 nhé. Bước này này, khởi tạo và nhập dữ liệu gốc của thư biểu. Đây, làm cho các bạn này nhé. Đây. Đây này này, chúng ta bấm vào đây này. Thì nó ra cái màn hình này. Ra màn hình này gồm có là 4 bước nhá. 4 bước 1 đến 4 đây. Bước 1 là chúng ta sẽ nhập cái mã trường và tên trường. Đấy, mã trường nhé. Mã trường là cái gì? Mã trường chỉ là cái tên viết tắt thôi. Thông thường nó chính là tên viết tắt của trường, như trường như là trường Chu Văn An thì mã trường là mã là CVA chẳng hạn. Hay Chu Văn An cấp 3 thì sẽ có thể là CVA 3 như vậy. Còn tên trường ta ghi đầy đủ tên trường mình. Như là trung học phổ thông Chu Văn An,
Ví dụ nhé, chúng ta có tiếng Việt thoải mái nhé, có tiếng Việt Unicode nhé. Còn mã trường ví dụ như là CVA, CVA 3 chẳng hạn, lấy ví dụ thế nhé. Ta chúng ta chọn tỉnh, thành phố. Thì chúng ta chọn niên khóa, học kỳ. Đấy, ta có thể chọn niên khóa đây. Niên khóa của đây là học kỳ đấy nhé, học kỳ 1, học kỳ 2 đây. Đó. À, chọn xong rồi chúng ta sang bước số 2, bấm tiếp tục ở đây. Và sang bước 2 là chúng ta chọn cái tên tệp và thư mục để lưu cái tên tiệp đó nhé. Đấy, vì tôi chọn cái hôm nay tôi chọn cái của tôi nó nằm ở chỗ này. Để tôi chọn là thư mục của tôi, cái thư mục của tôi hôm nay tôi làm cái tổ huấn này nhé. Đây tôi nằm ở trong cái chỗ hội thảo 20 đây. Hôm nay là cái tập huấn 26. Đâu rồi? Tập huấn. Đây. Đấy. Tôi cho vào đây nhé. Ok. Đấy. Đây là không chữ. Nhưng mà đây là bước 2 nhé. Thì cái tên tệp mặc định của nó là trùng với mã. Còn phần mở rộng của nó là mặc định là STKB. Chúng ta không động vào cái phần mở rộng của nó nhé. Mặc định nó là STKB. Rồi. Đây là bước 2. Sang phần tiếp tục là bước 3. Bước 3 là chúng ta lựa chọn. Nó là tiểu học. Tiểu học chỉ khối 1 đến 5 hay là trung học cơ sở từ 6 đến 9 hay là trung học phổ thông từ 10 đến 12. Và có thể xen kẽ tiểu học và trung học cơ sở, cho cơ sở trung học phổ thông và hoặc là ba cấp hoặc là trường khác nhé. Đó. Thì chúng ta lựa chọn thoải mái mà. Rồi sang bước tiếp theo là chúng ta sẽ lựa chọn các môn học có sẵn. Phần chúng ta đỡ phải nhập, chúng ta bấm được chọn hết đi. Còn sau này thì có thể là ta sẽ xóa sau. Thì nhân đây như vậy là đây là các môn học mà phần mềm nó có sẵn. Đến sang năm khi mà chúng ta bước sang cái chương trình giáo dục mới thì một số tên môn nó vẫn cũ tương đổi đi một chút. Ví dụ là môn cấp 2 có môn khoa học tự nhiên, môn khoa học xã hội chẳng như vậy. Hay là đối với cấp 3 thì nó thêm cấp 3 nó vẫn thế. Có thể có môn thêm môn nghệ thuật gì đó vân có ba số cái có thể thêm môn trải nghiệm nữa, còn đại khái nó giống như này, không khai thay đổi. Và đây chưa bấm kết thúc là bước 4 rồi nhé, kết thúc. Khi bấm kết thúc rồi thì phần mềm sẽ mở, sẽ tạo ra cái file trên màn hình và mở để mở file ra. File juvenile.stkb này đã mở rồi nhé, và chúng ta bắt đầu có thể làm cái việc chúng ta sẽ nhập dữ liệu gốc ban đầu. Chúng ta sẽ nhập đây dữ liệu gốc nhé, để tôi mô tả nhanh này. Dữ liệu gốc gồm có gì này? Chúng ta vào thư đơn dữ liệu và chúng ta nhập này, chúng ta nhập lớp này nhé, nhập giáo viên này, nhập môn học này, đó là ba cái thông tin dữ liệu gốc. Còn thích nữa cho nhập thêm phòng học nữa. Phòng học là cái gì? Phòng học là những cái phòng chuyên môn, như là cái phòng thí nghiệm vật lý, phòng thí nghiệm là phòng tin học, phòng thí nghiệm sinh vân vân. Đấy, thì chúng ta tạo ra cái phòng đó để chúng ta đưa lớp đó vào phòng học. Thì đúng, thực ra là phòng học thì hiện nay theo tôi biết các trường đều có khá nhiều phòng học, cho nên là chúng ta có thể không cần tạo phòng học cũng được. Mặc định hiểu là gì? Mặc định hiểu là lớp 10A năm học sáng nay là học môn sinh vào phòng thí nghiệm sinh, thì ở trên ra cái lệnh là vào học sinh là các em vào thôi, không cần thiết là ghi rõ trên các biểu là hôm nay học trên phòng học sinh. Còn có thể các bạn đưa vào học sinh cũng được, tùy chúng ta lựa chọn nhé. Nhưng mà tốt hiểu là nên là nhập lớp, nhập giáo viên và nhập môn học. Tôi muốn nói nhanh nhé. Nhập lớp này, chúng ta vào đây và trên mình hiện ra là có hai sách là lớp 6 lớp chiều. Chúng ta sẽ nhập lớp vào đây và nhập đây là ca học, nhập luôn nhé. Thì có ba loại lớp chúng ta chuẩn bị, ba là lớp sáng, lớp chiều và lớp cả ngày. Lớp cả ngày là lớp hiện ra trên cả hai danh sách. Như vậy là trong phần mềm sẽ lưu hai danh sách là lớp sáng và lớp chiều. Đó, hai sách khác nhau. Nếu mà trùng tên nhau tức là lớp đó học sáng cả chiều. Ví dụ là buổi sáng là học mà toàn bộ khối 10 buổi sáng, khối 11 học buổi chiều, khối 12 học cả ngày chẳng hạn. Thì trong buổi sáng hiện ra là khối sáng là toàn bộ lớp 10 và lớp 12, lớp buổi chiều là lớp 11 và lớp 12. Lớp 12 là chung nhau cả sáng cả chiều nhé. Chúng ta gọi ở đây thì đây chúng ta có thể nhập. Ví dụ tôi nhập bấm lên chọn buổi sáng này,
tôi gõ là ở đây gọi có thể gọi là một lớp là một là một là 10A thôi, nhưng mà riêng lớp với tên ngắn chúng ta sẽ có thể nhập nhiều lớp cùng lúc, 10A này, 10B này, 10C. Các tên lớp là phải khác nhau từng nơi một, không được phép trùng nhau, được chưa? Chúng ta bấm xong, gõ xong cho bấm nút thêm. Để thì ra đây, thì ra đây này, đây lớp 10 nhá. Bây giờ tôi nhập thêm lớp 11 này, chúng tôi sẽ chọn là buổi chiều này, chọn buổi chiều nhé, và chọn này 11A, 11B, 11C, 11D tùy các bạn là chọn nhé. Có thể tên của nó là dài là 4 ký tự, 5 ký tự cũng được. 11C, 11D, 1, 11D2 tùy các bạn nhé. Rồi, ở đây tôi nói thêm một chút nữa nhé. Thôi được. Thêm. Bây giờ tôi làm, chọn lớp 12 này, cả ngày nhé. Cả ngày này, đấy chọn này 12A, 12B cả ngày. Nhưng tôi lấy ví dụ muốn nút thêm. Chúng ta có thể chọn đây này, cả ngày thì hiện ra cả hai bên là đấy, là lớp nó hiện ra màu xanh nên là hiện ra là cả ngày, tức là lớp sáng và lớp chiều nhé. Chúng ta có thể bấm vào đây chọn một lớp và chúng ta có thể xóa lớp đi, xóa để xóa lớp, hoặc có thể sửa nội dung của nó ở đây. Chú ý nhé, sửa nội dung. Trong nội dung này các bạn chú ý là cần nhất là cái gì thôi. Thưa anh, hiện nay là cái trình chúng ta là một chương trình thôi, nhưng mà là không quan trọng nữa, cơ bản hay là gì đó không quan trọng ở đây. Chỗ này tổng số học sinh cũng như được không quan trọng lắm, nhưng mà quan trọng nhất là cái gì? Quan trọng nhất là cái này, là cái này, này là vị trí lớp học đây này. Chỗ này là quan trọng này, tức là phần mềm cho phép mỗi một cái nhà trường là được phép là chọn là 10 địa điểm khác nhau đó. Đây là tôi làm sẵn đây nhé. Đặc hiệu là kiểu địa điểm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ví dụ ở Hà Nội, địa điểm 1 là ở Hoàn Kiếm, địa điểm 2 là ở Thanh Xuân chẳng hạn. Đó, địa điểm 3 là ở Hà Đông chẳng hạn, lấy ví dụ như vậy. Thì chúng ta có thể đặt là như vậy, lớp 10A học ở địa điểm 1, lớp 10B học ở địa điểm 2. Chúng ta chọn ở đây được, được chưa? Mặc định là địa điểm 1 hết. Thì địa điểm này nó có ý nghĩa là gì? Nghĩa như này là chúng ta có một lựa chọn cho giáo viên. Đây là một dạng một rất quan trọng. Giáo viên là gì, là không được phép là gì, học tiết 1 ở điểm 1 sang tiết 2 điểm 2 là không được. Máy sẽ bảo đảm là một buổi học chỉ học một ở một địa điểm thôi. Giáo viên đã dạy ở địa điểm 1 ở buổi sáng ngày thứ hai thì buổi sáng ngày thứ hai không thể chuyển sang sang điểm 2 được. Nó có hai ràng buộc. Một ràng buộc là một buổi chỉ dạy được một địa điểm thôi, và ràng buộc hai là một ngày chỉ dạy được một địa điểm thôi. Ví dụ như là ở các trường miền núi nó xa xôi thì địa điểm trường nó rất là xa, phải là ngày hôm sau mới đi, chứ buổi sáng là không ở đây, buổi chiều không thể đi được bên kia, nó xa hàng chục cây số, thì là học vấn đề là học cả ngày thôi. Hôm thứ hai là học điểm một, thứ ba dạy địa điểm hai đó. Chuyện này là quan trọng nhé, đây, chuyện này là quan trọng này. Rồi khi nhập xong chúng ta chú ý là cái lớp mà chúng ta có thể nhập thừa không sao, nhập thiếu thì mới sợ, còn thừa thì không sao, thừa thì coi như chúng ta không xếp vào nó thôi, nhưng mà nhập thiếu là còn là cần phải nhập thêm nhé. Xong rồi tôi bấm nút đóng là kết thúc rồi. Đó là cái nhập lớp nhé. Nhập giáo viên, giáo viên thì chúng ta thời phần mềm có hai cách nhập. Một là nhập thông qua cái bảng, thông qua cái bảng thành Excel, hay nhập trực tiếp. Thì tôi mô tả các bạn đã nhập trực tiếp thôi. Còn nhập Excel các bạn có thể tìm hiểu chỗ khác, chúng ta tìm hiểu sau này. Nhưng mà tôi nói là cái nhập lần thôi mà, cho nên các bạn có nhập trực tiếp cho nó nhanh. Trường chúng ta là cùng lắm là 200 giáo viên, gì 200 giáo viên ta nhập một lúc là xong, chỉ khó một chút. Thì giáo viên như sau nhé. Giáo viên gồm có hai tham số rất quan trọng, là tham số là mã và tham số là tên giáo viên. Còn tham số là nam nữ ngày sinh không quan trọng lắm. Đây có tham số là email thì quan trọng. Chúng ta có thể dùng email chúng ta gửi thông tin cho từng giáo viên một. Còn quan trọng nhất là mã và tên nhé. Mã là rất quan trọng. Mã là gì? Mã là cái bắt buộc trong nhà trường mỗi hai người là phải có hai cái mã khác nhau. Tên có thể là trùng nhau nhưng mã bắt buộc phải khác nhau. Chúng ta thì có hai người tên là Bình, thì chúng ta đặt tên là Bình 1, Bình 2 mã đấy, hoặc là Bình Văn, Bình Toán, tùy từng cái môn học của người ta. Chúng ta có thể có hai người tên là Lê Kim Oanh chẳng hạn, thì chúng ta có thể biết là Oanh 1, Oanh 2 tùy chúng ta lựa chọn, nhưng mà cái mã là khác nhau. Chúng ta nhập nhé, chúng ta nhập là như vậy, là Lê này, Kim này,
Oanh này. Khi chúng ta nhập mà nhập tên vào đây thì phần mềm tự động gắn cái mã gia viên là tên của người đó, tên nhé. Chúng ta có thể đây là ví dụ là Oanh V là môn văn. Nhập nhập từng người một nhé, nhập xong một người bấm nút thêm là người nhất đây, tên mã đây. Nhập người thứ hai nhé là Trần Kim, ví dụ tôi lấy ví dụ Oanh. Oanh này là Oanh nha, Oanh này là Oanh T, là Oanh toán. Tôi bấm đây, gọi chữ T vào đây. Như vậy là khác nhau nhé. Hai người này vẫn tên là Oanh nhưng mà là mã của nó là Oanh V và Oanh T. Thì chúng ta cái người là sẽ có biểu là phải tư duy trên mã giáo viên chứ không tư duy trên tên nhé. Vì tên nó dài lắm mà có thể trùng nhau. Cho nên chúng ta phải tư duy trên cái mã. Ví dụ chúng ta có hai người tên là Hà, một người tên là Hà Nam và Hà Nữ, chúng ta có đặt tên là Hà Nam Hà Nữ. Như vậy là như vậy, cứ nói Hà Nam là hiểu ngay là cái ông này, Hà Nữ là cái cô kia. Thì chúng ta nhớ là đây là cái mã giáo viên chúng ta phải chú ý nhé. Như chúng ta mà gõ nhanh nhé, ví dụ gõ nhanh là Hà, nên chỉ là một Hà đấy, viết luôn Hà một đấy. Nhiều trường là gõ nhanh như này, Vinh, Vinh V, gõ nhanh nhé, Vinh T, Vinh Toán. Chúng ta có ba Vinh, Vinh Sử, S. Nhiều trường mà họ làm nhanh thì họ khỏi khỏi phải nhập đầy đủ tên giáo viên, nhập chuẩn bằng nhau thì cũng được. Hoặc chúng ta có thể sửa được, chúng ta bấm vào nút bấm vào chữ Vinh S và chúng ta sửa ở đây. Đây không phải là Vinh S nữa mà đây là Nguyễn Quang Vinh, tôi lấy ví dụ như vậy. Hoàn toàn có thể sửa được nhé. Nguyễn Quang Vinh. Đấy. Và đây sẽ là Vinh S. Đấy. Và tôi bấm nút cập nhật. Đấy, Quang Vinh đây. Như vậy là lệnh cập nhật là khác, lệnh thêm là khác, nhưng thêm là thêm mới. Còn cập nhật là cập nhật những tên cũ. Rồi. Chúng ta có thể nhập thêm nữa tùy các bạn nhé, để tôi nhập thêm vài người nữa cho nó vui, cho nên để chúng ta demo được nhé. Ví dụ như là bình 1, bình 2, lý 1, lý 2, ví dụ như vậy. Được chưa? Như vậy là chúng ta có thể nhập rất nhanh là xong thông tin của cả một cái em của một nhà trường. Chúng ta sẽ đóng lại. Rồi, bây giờ chúng ta nhập sang môn học. Môn học đây, môn học thì chúng ta đã có sẵn rồi, chúng ta có thể nhập thêm và có thể là sửa hoặc có thể xóa. Ví dụ như với cái môn này nhé, thì chúng ta có thể xóa, như là trường chúng ta là xóa cái môn họ mà học nghề thì xóa theo nghề, học nghệ thuật. Bấm đây chúng ta bấm nút xóa là nó xóa, đồng ý xóa. Xóa môn âm nhạc, xóa, ví dụ như vậy. Có môn là có học môn học nghề có, rồi quốc phòng có, địa lý lịch sử có. Chúng ta có thể thêm là môn trải nghiệm chẳng hạn, tùy chúng ta lựa chọn. Thì với mã cũng vậy, chúng ta có hai cái thông tin là mã môn và tên môn. Mã môn thường là viết ngắn và chúng tôi để mặc định là viết hoa cho nó dễ phân biệt. Còn tên môn là tên đầy đủ. Rồi thì bây giờ chúng ta về môn học, chúng ta chú ý như này nhé. Chúng ta chú ý có một rất quan trọng, vô cùng quan trọng đấy, là như sau. Là tên đầu tiên của trong sách môn học là môn sinh hoạt. Đã, chúng ta chú ý nhé. Rất quan trọng luôn, chúng ta không nên xóa cái môn này. Mặc dù là phần mềm cho phép chúng ta xóa, nhưng ta không nên xóa. Nhắc lại một nữa cho các bạn, cái các bạn ghi nhớ vào đầu rồi nhé. Sinh hoạt là môn đầu tiên, là môn rất quan trọng mà chúng ta không xóa đi. Vì sao? Vì trong phần mềm của chúng tôi là không có cái khái niệm là chủ nhiệm theo cái một thuộc tính bình thường, mà chúng tôi quy định cái giáo viên chủ nhiệm là giáo viên dạy môn sinh hoạt như là một môn học nhé. Đừng lẫn với chào cờ không phải là môn học, các bạn chú ý nhé. Nhưng mà sinh hoạt là môn học, sinh hoạt là môn mà giáo viên của từng lớp một lên lớp mà dạy. Thông thường ở những các nhà trường cấp 3 ở Việt Nam là sau tiết chào cờ sẽ là tiết sinh hoạt. Sinh hoạt là cái là một môn học trong sách môn học. Còn chào cờ không phải là môn học. Mặc dù một số nhà trường có quy định cái từ chào cờ giống như là môn học, nhưng mà đối với mình, chúng tôi thì không coi chào cờ là môn học, mà chào cờ là một tiết đặc biệt trong nhà trường. Chào cờ là tiết mà tôi quyết định là toàn bộ học sinh là xuống sân ngồi ở dưới sân và lắng nghe nhà trường phổ biến cái gì đó, thì cái đó nó gọi là tiết sinh hoạt, tiết chào cờ. Tiết chào cờ là tiết mà
chỉ hiện ra trong thời khóa biểu của từng học sinh, không hiện ra trong thời khóa biểu của giáo viên. Nhắc lại nhé, mỗi học sinh có một, mỗi lớp học có một thời khóa biểu riêng cho lớp học của mình, mỗi giáo viên có một thời khóa biểu riêng cho mình. Nhưng mà trong thời khóa biểu của giáo viên hiện ra đấy không có chữ chào cờ, nhưng trong thời khóa biểu của học sinh là có chữ chào cờ. Các bạn chú ý nhé, đó, đừng chỗ này là chỗ rất cẩn thận, không nên lẫn lộn giữa hai khái niệm đó nhé. Mà đây quy định của phần mềm rồi, các bạn không thể thay đổi được. Các bạn không thể nói là trường tôi là quy định là chào cờ là tiết học cơ, cho nên tôi muốn là phần mềm các anh phải đổi đi, không đổi được. Đây là một quy định, cái này đã đi vào quy định của phần mềm của chúng tôi là hơn 30 năm nay rồi, không thể đổi được. Toàn bộ nó quen như vậy rồi, cho nên không nên áp đặt cái của trường mình và của riêng trường mình và chung của cả hệ thống nhé. Chúng ta phải công nhận chuyện đó. Như vậy là tiết chào cờ là một tiết, nôm na là tiết là toàn trường sẽ xuống sân và ngồi ở dưới sân nhé. Rồi, và tiết đó là cái tiết mà không được coi là môn học nhé. Còn ở trong sách môn học thì tiết sinh hoạt luôn nằm ở số 1. Một số nhà trường chúng ta thích là cái đưa tiết sinh hoạt xuống cuối cùng thì không nên, nên để ở dòng đầu tiên để chúng ta chú ý, để chúng ta nhấn mạnh chuyện đó. Rồi, tôi nói thêm ý nghĩa rất quan trọng này. Trong những thuộc tính của bên này tôi cũng học bên này thì nó gồm có là môn tự nhiên hay là xã hội này, hay là môn tự nhiên hay là môn xã hội đấy, môn chính hay là không chính. Thì cái này nó chỉ có ý nghĩa về mặt không lớn đâu, nhưng mà nó có ý nghĩa một chút khi mà chúng ta khi mà phần mềm nó đánh giá thì thời khóa biểu của một cái lớp học. Ví dụ như môn học mà trong một buổi học mà là toàn môn xã hội cả thì nó coi như là nó là cái thời khóa biểu không đẹp. Là môn học một tiết học một cái buổi học mà toàn là môn chính cả thì nó coi là nặng quá. Ví dụ người ta coi là môn ví dụ như ở đây chúng ta có thể coi là coi là môn văn, môn toán, môn lý hóa sinh là môn chính, còn lại là môn phụ. Thì không nên là toàn bộ một buổi học 5 tiết toàn là môn chính thì không hay, nên xen kẽ chính và phụ, ví dụ như vậy nhé. Rồi đó nhé. Thế thì mà cái này không quan trọng lắm, nhưng mà cái này quan trọng này, chúng ta sang cái gọi là cái tính chất môn học ở phía dưới nhé, gồm có là số phòng học của môn đó, đây ghi lên 150 này. Cái số này là vô cùng quan trọng, cái này các bạn có thể, ai mà các bạn nào chưa biết ý, thì nên lấy bút ra ghi vào nói là đây là cái môn mà tôi nhé, là hay là công ty chúng tôi là nhấn mạnh chỗ này quan trọng. Thế đây là cái gì? Đây là một ràng buộc bắt buộc của thời khóa biểu, một ràng buộc rất quan trọng là cái gì? Đây là cái số mà cho phép là maximum tại một thời điểm có bao nhiêu lớp học học cái môn đó. Đấy. Cho nên nó rất quan trọng. Như tôi lấy ví dụ cái phần này chỗ này là đúng là số học của môn nhé, mặc định 150 thì dễ quá rồi. Bây giờ giả sử nhé. Tôi giả sử là môn tin học này. Giả sử ở trường chúng ta chỉ có 2 phòng tin thôi. Chỉ có 2 phòng tin thôi. Thì nếu mà chúng ta mà để phần mềm nó tự động nó xếp ấy, thì có thể tại thời điểm đó, ví dụ tại thời điểm là tiết mục ngày thứ 5 là có 3 lớp học tin cùng một lúc tại tiết mục ngày thứ 5. Thế thì giả sử tiết mục ngày thứ 5 mà cả 3 lớp nó cùng xuống phòng tin học mà thực hành thì không được. Chúng ta chỉ có 2 phòng tin thôi mà. Thì làm thế nào bây giờ? Thì làm sao mà điều phối được là điều phối được chuyện này nhé. Alo. Không. Được chưa? Thì đi làm nào bây giờ? Thì chúng ta chính là chỗ mà có hai cái giải quyết. Một là chúng ta tạo ra hai cái điểm là tạo ra cái đối tượng là phòng học, phòng tin học và đưa lớp học vào phòng tin. Thì cái đó cũng được nhưng mà không cần thiết. Ở đây chúng ta làm sao? Chúng ta làm đặt đây là 2 thôi. 2 thôi. Thì ý nghĩa như này. Ý nghĩa gì? Ý nghĩa là gì? Là tại một thời điểm trong nhà trường maximum chỉ có 2 lớp học tin thôi. Bất cứ đâu từ tiết 1 ngày thứ 2 đến tiết 5 ngày thứ 7 chỉ có 2 lớp là cùng là học tin học. Cho nên là yên tâm, thích lớp nào thích xuống phòng tin học là xuống học, không cần, không phụ thuộc vào việc điều phối của nhà trường nữa.
Đấy, thì cái này là cái rất là hay. Cái đây là một dạng bộ rất quan trọng, nó chính là giờ bộ là số phòng học của môn đấy nhé. Trừ những cái này là dành riêng cho những ràng buộc về số phòng học của từng môn học một, còn trừ những ràng buộc là phòng đa năng ấy, chúng ta có một phòng đa năng, phòng chung đa năng mà đăng ký là hôm nay thì lớp tin, hôm nay thì lớp sử xuống, ngày mai lớp địa xuống, ngày kia là cái môn địa xuống thì nó phức tạp hơn, thì nó không nằm ở đây, thì nó không nằm ở đây, nằm chỗ khác. Nhưng mà đây là cái đưa ra một ràng buộc rất quan trọng cho cái môn học nhé. Bạn hiểu chứ nhỉ? Chỗ là chỗ các bạn ghi chép lại đi. Ngoài ra ý nghĩa của nó còn ở chỗ này này. Còn đây nhá, ý nghĩa của cái môn, của cái này nó còn nằm ở chỗ không phải chỉ là số phòng học của môn đâu, mà còn như này nữa. Ví dụ nhá. Tôi lấy ví dụ trường chúng ta năm nay là, tôi lấy ví dụ đây, là ví dụ chúng ta là môn văn. Ví dụ là môn văn của chúng ta năm nay là có 6 giáo viên. 6 giáo viên. Nhưng mà 6 giáo viên này trong đó có 3 người, có 3 cô chẳng hạn. Là có ba cô năm nay là bụng chửa hay rất, rất yếu hay ốm đau nhé. Thế thì nếu chúng ta mà để nguyên là để không 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 làm gì cả thì phần mềm có thể nó xếp tại một thời điểm, nó xếp maximum là 6 tiết tại một thời điểm, 6 lớp cùng cùng lên lớp luôn, là 6 người ở trong nhà trường mình là cùng lên lớp luôn. Thì như vậy chẳng may có một cô bị mệt, bị ốm không ai thay được nữa thì lớp này đành phải nghỉ. Đó thì chúng ta đây là cái ràng buộc chúng ta có thể điều chỉnh lại. Như tôi làm như sau, tôi ràng buộc tôi sửa lại cái chỗ này là trường chúng ta có 6 giáo viên dạy văn nhé, chúng tôi sửa lại là 4 tiết thôi. Thì như vậy là gì, phần mềm sẽ tự động xếp là tại một thời điểm bất kỳ của trong trong tuần thì maximum chỉ có 4 tiết văn cùng một lúc, cùng một thời điểm. Như vậy suy ra gì, suy ra là tại mọi thời điểm của nhà trường thì luôn có hai giáo viên văn là dỗi, không 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 phải đến lớp. Thế thì chẳng may mà có một cô bị ốm thì khác có thể điều khác lên thay thế được. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Hay là một số các nhà trường hay có cái chuyện này, hay có cái chuyện là tự nhiên ở trên phòng, ở trên sở điều động như là một giáo viên toán, một giáo viên lý lên lên họp bất cứ lúc nào. Thế thì là chẳng may lúc anh ta đang học, đang dạy, đang có tiết làm thế nào. Đó, thì chúng ta nên nên giảm đi. Ví dụ trường chúng ta là có 4, có 5 giáo viên toán, chúng ta để đây là 4 thôi. Trường chúng ta có 10 giáo viên toán, chúng ta để đây là 9 thôi. Thì bảo đảm rằng gì, là tất cả cái môn toán luôn có một ông là dỗi ra, thì chẳng may mà ở trên phòng, trên sở nó bắt đi họp ấy, chúng ta sẽ cử người đi họp được. Như vậy là cái thông số này quan trọng nhé, các bạn chú ý nhé, các bạn ghi vào đi. Đây là cái thăm, đây là cái thông số, là thông số là đây là cái một ràng buộc cứng luôn. Lại là ràng buộc này là ràng buộc mà cái ràng buộc mà nó cho phép là tại một thời điểm, tại một tiết học nào đó trong tuần chỉ có, đây là cái số tiết maximum mà phần mềm sẽ xếp tự động, hay xếp bằng tay đấy, xếp bằng tay nó không cho phép, chứ không phải là tự động, xếp bằng tay không cho phép là quá quá cái số này. Vì tôi đấy là 4 nhé, cập nhật đây. Thì như vậy là cái môn văn là chỉ có 4 tiết cùng một lúc ở trong nhà trường thôi. Rồi, xong rồi tôi bấm nút đóng lại là kết thúc. Đó, thì đó là cái em cái thông tin gốc. Ngoài ra tôi đã thêm một số cơ hội gốc nữa nhé. Chúng ta nên vào cái chỗ này, vào dữ liệu, vào chỗ số tiết chuẩn ở đây. Và chúng ta sẽ nhập cái số tiết chuẩn mặc định cho các khối lớp, cho các buổi sáng và chiều nhé. Cho từng chương trình nhé. Mình ở đây chúng ta chỉ có một chương trình cơ bản thôi. Còn đến sang năm mà khi có chương trình giáo dục mới, chúng tôi sẽ đổi lại cái này, chúng ta hợp với chương trình mới hơn. Thì chúng ta nên xếp vào đây là sáng chiều giống giống nhau nhé, vì các lớp có thể học sáng học chiều, cho nên nên để bằng nhau. Nhận sinh hoạt là một tiết đây. Nếu mà đến được bị không thì chúng ta sửa lại nhé. Đó. Vì nếu mà đây để không ấy, ví dụ tôi để nó này là không không tiết nhé. Thì khi mà chúng ta mà phân công chuyên môn ấy, thì trên màn hình của cái màn hình phân công chuyên môn nó sẽ không hiện môn môn nữa, thì chúng ta nên để lại tối thiểu là một số lớn lớn bằng không ở đây, lớn không nhé. Chúng ta nên đặt lại cái chỗ này, được chưa? Đó rồi, thì nếu mà ví dụ một cái môn học mà trong hai học kỳ mà nó lẻ tiết ấy, mà cái môn học mà nó bị lẻ tiết ấy, thì làm như nào? Thì chúng ta có thể xếp như sau. Ví dụ lấy ví dụ nhé, người ta xếp môn lịch sử là ví dụ môn lịch sử là 1,5 tiết trong một tuần,
thì chúng ta nên để là học kỳ 1 thì là một tiết, học kỳ 2 là hai tiết, thì nó sẽ bình quân trở lại, không có gì cả. Hoặc là học kỳ 1 hai tiết, học kỳ 2 là một tiết nhé. Đây là cái số tiết chuẩn của môn học nhập một lần thôi, không không phải sửa lại. Mà cái này nhắc lại, đây không phải là cái số liệu quan trọng nhất của phần mềm. Chúng ta cái chỗ này chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh lại trong cái lệnh nhập không chuyên môn, cho nên đây là cái chỉ để mang tính hình thức thôi nhé. Rồi, như vậy tôi vừa nói xong cái bước 1. Được chưa? Bây giờ tôi nói sang cái bước số 2. Là cái bước là chúng ta nhập cái thuộc tính môn học vào ràng buộc giáo viên nhé. À, trước khi mà chúng ta nhập mà nó thêm trong cái bước 1 có thêm một bước rất quan trọng là chúng ta phải nhập cái nhóm giáo viên. Cái này cái tôi là rất quan trọng đấy. Nhập cái nhóm chuyên môn. Ví dụ là cái nhóm chuyên môn là cái nhóm mà nhóm toán, nhóm văn, nhóm sử, nhóm địa, nhóm tự nhiên, nhóm xã hội. Thì ở đây này chúng ta sẽ vào cái lệnh này, nhắc lại lệnh này nhé, lệnh cũng nằm trong bước 1, là lệnh theo tôi là quan trọng. Vì vì sao quan trọng? Vì sau này khi chúng ta nhập chuyên môn ấy, nhập không chuyên môn ấy, thì chúng ta không nhập cả cả trường, nó rất phức tạp. Chúng ta nhập theo từng nhóm một, từng tổ một. Tôi nhập chuyên môn cho tổ văn trước, xong tổ toán, tổ lý, tổ hóa, tổ sinh, thì nhập từng tổ một như vậy nó rất là mình, nó rất là bé, đúng không ạ? Chúng ta nhìn rất là dễ và dễ kiểm soát cái việc nhập không chuyên môn. Còn nếu không nhập cái này thì chúng ta sẽ phải nhập toàn trường, nó rất là phức tạp, nó rất là phức tạp. Được chưa? Đó, chúng ta chú ý lệnh này nhé. Là như sau này, chúng ta nhập ở bên này là nhóm giáo viên và chúng ta nhập đây là thành viên của nhóm. Và đây nhập là nhóm đó là dạy như môn nào. Đấy, những quan trọng dạy môn nào. Ví dụ tôi nhập là môn văn chẳng hạn, à, là tên nhóm là tên tên văn là nhóm giáo viên văn. Ví dụ nhé, tôi nhập nhóm giáo viên toán, bấm toán enter. Và nhập hai nhóm là văn và toán, có nhập nhập thêm nhé. Bấm 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 vào cái môn văn và chúng ta điều chỉnh giáo viên sang sang nhóm nhóm văn. Ví dụ đây Vinh Văn Văn là bấm vào đây sang văn này, Bình một là sang văn này, rồi là Oanh V là văn này. Đấy, vậy là có ba người là môn văn. Và với môn văn này chúng ta sẽ bấm chọn là sinh hoạt. Ở đây phải bấm nhá. Sinh hoạt bắt buộc phải bấm vì là tức là gì, khi bấm sinh hoạt tức là giáo viên văn có thể làm chủ nhiệm luôn, và chúng ta bấm nút bấm mở nút văn, như vậy giáo viên văn dạy hai môn là sinh hoạt và văn. Nhập xong rồi chúng ta bấm nút cập nhật, như vậy là xong cho môn văn rồi. Đây là môn toán nhé, môn toán chúng ta chọn này, Oanh toán này, Bình hai là toán này, là Vinh toán này, Lý một là toán này, Lý hai cũng là toán, ví dụ như vậy. Thì giáo viên toán đây chúng ta chọn là sinh hoạt, chọn sinh hoạt và chọn môn toán. Toán đâu rồi, toán đây đúng không? Đó, đây bấm nút là cập nhật, được chưa? Xem lại này, văn này, thành viên nhóm đây, dạy sinh hoạt đây, văn đây, môn toán này, sinh hoạt toán đây. Đấy, như vậy là chúng ta là nhập cái dạng một của giáo viên. Thì đến sang bước 3 chúng ta sẽ nhập chuyên môn cho từng tổ một, nhập cho tổ toán, tổ văn. Được chưa? Cái này là cái rất quan trọng đấy. Rồi. Bây giờ chúng ta sang cái bước số 2. Nó nhanh nhé, bước 2 nhanh lắm. Bước 2 là bước ta nhập cái dạng thuộc tính môn học và dạng bộ giáo viên. Tôi mô tả nhanh này. Bây giờ chúng ta sẽ nhập thuộc tính môn học trước. Đây, nhập lại này này. Đây, môn học nhé. Chúng ta bấm vào đây. Và cách làm của chúng ta là chọn thuộc tính. Đúng không? Sau đó là chọn môn học, xong chọn phạm vi. Chúng ta gán cho toàn trường và cho từng lớp 1. Thì đây là đầu tiên ta vào bước 1, ở đây là chúng ta có mình hiện ra là có 17 cái thuộc tính của môn học. Nhưng mà thực tế chúng ta chỉ dùng một hai cái thôi. Thực tế là hay dùng nhất là dùng cái ràng buộc 1 và ràng buộc 3 thôi. Ràng buộc 1 là có một cặp tiết xếp liền, ràng buộc 3 là học trong một tiết trong một ngày, tức là một buổi học. Thực ra đây là một buổi. Rồi, thì chúng ta làm như sau này, chúng ta thường là ràng buộc 1 này là thông thường là gán cho môn văn và môn toán. Còn ràng buộc 3 này là gắn cho tất cả các môn còn lại. Còn ràng buộc khác không học tiết 5 thì có thể ở một số cái tỉnh miền Trung mà nóng ấy, mùa hè nóng ấy, thì chúng ta cái môn thể dục chúng ta không cho học tiết 5, gắn môn thể dục. Hay là không học tiết 1 là một số các cái vùng sâu vùng xa trên cao ấy, vùng lạnh ấy, thì môn thể dục cũng tránh học, không học tiết 1. Ví dụ như vậy. Còn chúng ta có thể gắn môn khác tùy nhé. Nhưng mà thôi được, đây tôi sẽ mô tả để mua một lệnh thôi. Giả sử nhé, tôi bấm vào đây.
cũng vào đây và chúng ta chọn môn toán. Sau chúng ta gắn, chúng ta có được gắn buổi học, được gắn bổ sung vào đây là gắn cho những cái nhóm nào, lớp nào, chúng ta có thể gắn cho toàn trường. Như vậy là toàn trường, đây là cả sáng cả chiều đây rồi, đúng vào đây kết thúc nó sẽ ra là toàn trường luôn, toàn trường luôn nhé. Rồi môn thứ hai là môn văn, bấm vào đây văn, bấm nút bổ sung và chọn là toàn trường, nó sẽ lập tức là dụng cho toàn trường luôn, được chưa? Như vậy là xong cái thuộc tính một này, bấm nút kết thúc và chúng ta sẽ chọn thuộc tính số 3 nhé, là gán học một tiết một ngày một cho tất cả các môn còn lại. Bấm vào đây và chọn như là môn vật lý bổ sung toàn trường kết thúc, môn sinh bổ sung toàn trường, bấm nút nhanh. Chúng ta có thể gắn riêng được tin học, đây tin học chúng ta có thể gắn riêng cho lớp 10A, 10B tùy chúng ta lựa chọn nhé. Đó, tin học đến đây là gắn cho buổi sáng, chúng ta có thể gắn cho buổi chiều cho môn tin học. Đấy, bấm vào tin học ở đây gắn cho buổi chiều, bấm vào đây chọn lớp buổi chiều là lớp này, như vậy ví dụ nhé. Đó, có thể gắn cho từng lớp một hoặc cho toàn trường hoặc cho buổi sáng buổi chiều tùy các bạn nhé. Đó, xong rồi chúng ta kết thúc ghi lại ghi dữ liệu ở đây và kết thúc. Đó, và kết thúc ở đây. Như vậy là xong cái lệnh nhập giảng buộc môn học nhé. Đấy, tiếp theo là chúng ta nhập yêu cầu của giáo viên nhé. Thì ở đây nó có hai lệnh các bạn chú ý, hai lệnh, một là lệnh là nhập yêu cầu của nhóm, của nhóm, hai là yêu cầu của giáo viên, từng giáo viên một. Thì nói luôn nhé, yêu cầu của nhóm thì chúng ta nhập một thứ thôi, tôi bấm vào đây này. Thực ra có cái bảng đây, bảng đấy nó khá nhiều thứ nhưng mà chúng ta không nên, nhắc lại chúng ta không nên nhập vào đây, nhắc lại luôn cho các bạn có thể ghi vào đi là không nên nhập nhiều cho nhóm. Cho nhóm chúng ta chỉ nhập một thứ thôi, là nhập cái ràng buộc là họp trên từng tiết học một. Là gì? Như là môn văn chúng ta là dự kiến là môn văn là chúng ta là sẽ họp vào tiết 2 thứ tư buổi chiều. Thì chúng ta đây chọn môn văn này, chọn buổi chiều ở đây nhé. Thứ tư đây. Đây là tiết 2 này, chúng ta nháy nút chuột mà chúng ta chọn là họp. Ở đây các bạn có thể ở đây này, cho bạn xem nhé. Chúng ta có thể lựa chọn này, các cái ràng buộc khác nhau này, hạn chế này, nghỉ này, họp này, bận này nhé. Và khác. Nhưng mà tất cả những cái ràng buộc này là đều có ràng buộc là mang tính chỉ là logic thôi. Phần mềm nó có thể là phá vỡ cái ràng buộc này và xếp tiết vào, trừ tiết họp. Tiết họp là cái tiết cứng, đã khi đã nói là họp rồi thì không thể xếp tiết học vào đây được nữa. Như vậy là giáo viên của môn văn mà đã xếp là họp tiết 2 ngày thứ tư buổi chiều thì vào cái giờ đó thì giáo viên nào cũng không được xếp tiết hết mà giáo viên phải đi họp. Đấy, chúng ta như vậy là cái đây là cái màn hình nhập yêu cầu cho cả nhóm, thì chúng ta chỉ cần nhập một thứ thôi, là nhập cái gì, là nhập cái họp. Tất nhiên là phần mềm cho phép chúng ta là nhập chỗ khác mà thôi. Tôi đề nghị chúng ta không nên nhập nhiều quá. Một số giáo viên là chúng ta nhập quá nhiều làm cho phần mềm nó nhiễu loạn lên, là rất là khó xếp. Xong rồi chúng ta bấm nó kết thúc ở đây và chúng ta nên vào yêu cầu của từng giáo viên. Thì chúng ta nhé, đây là cái màn hình này. Chúng ta có thể nhập cho từng người một đây, về lý thuyết từng người một, được chưa? Mà tôi nói lại lúc nãy đấy là chúng ta không nên nhập quá nhiều giảng bộ giáo viên cho từng giáo viên một. Một số người cứ nhầm lẫn, cứ tưởng là nhập càng nhiều thì càng tốt, phần mềm sẽ hỗ trợ, không phải đâu. Chúng ta sẽ thấy đấy, chúng ta nhập càng nhiều thì sau này phần mềm nó càng phá vỡ nhiều hơn. Tôi nhắc lại là nó chuyên, chúng ta nhập cho một vài người thôi và nhập những cái yêu cầu cơ bản nhất thôi. Ví dụ như này, tôi mô tả một số cái là nó gọi là cơ bản thì phần mềm có thể hỗ trợ được. Còn nói chung là nhập càng nhiều nó càng không hỗ trợ được. Như ta lấy ví dụ như thế này, thời gian có lệnh là đây là yêu cầu chung này, có thông tin là thời gian chờ dạy lớn nhất, thông tin này là quan trọng này, là cái thời gian mà giáo viên phải chờ một tiết hoặc là hai hoặc là ba, maximum là ba. Một là gì, để là không ấy, tức là yêu cầu là phải xếp liên tục không được nghỉ ở giữa, thì như vậy rất là khó xếp. Nhưng mà để một thì được, ok, để một thì được. Để ba là lỏng nhất, để ba là vô tư, giáo viên đừng nghỉ, dạy tiết một
xong rồi nghỉ 2, 3, 4 rưỡi đến 5. Thì như vậy là đó là cái ràng buộc lỏng nhất. Còn ràng buộc trung bình nên chọn là 1, hợp lý nhé. Đó. Và đây, và trong một tuần chỉ có thể là maximum là 3 cái tiết trống như này thôi. Đó, đây là những cái thông tin mà theo tôi là phần mềm đã nhập sẵn rồi mà nó hợp lý rồi. Còn dưới này, chúng ta có thể làm thêm, có thể đưa ra yêu cầu thêm cho từng người một có thể làm được nhé. Nhưng mà tất cả những ràng buộc ở dưới này này đều là ràng buộc mà phần mềm có thể phá vỡ bất cứ lúc nào. Tôi nhắc lại nhé, tất cả các ràng buộc của giáo viên phần mềm đều có thể phá vỡ, trừ một ràng buộc duy nhất là cái ràng buộc gì, ràng buộc họp thì không phá vỡ. Ví dụ chúng ta có thể cho cô này yêu cầu là gì, con Vinh đây là yêu cầu là buổi sáng là dạy từ tiết 2 đến tiết 5, ví dụ như vậy. Việc ông này là tiết 1 cần phải nhà xa, tiết 1 đường hay tắc đường cho nên đề nghị là nghỉ tiết 1. Đó. Sang người thứ hai là Bình có thể là xin dạy ngược lại, dạy từ tiết 1 đến tiết 4, vì tiết 5 là muốn về sớm nhé. Hoặc có thể là gì? Hoặc có thể người này là ta muốn là xin dạy thứ 3, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 và xin nghỉ ngày thứ 7. Để có thêm thứ chủ nhật nhé. Hiện nay phần mềm của chúng tôi đã hỗ trợ cho cả chủ nhật nữa. Trên về lý thuyết chúng ta có thể xếp cả một chủ nhật nhé. Đấy. Rồi. Nhưng mà đây chúng ta chú ý như đây, nhưng mà đây là những cái ràng buộc của giáo viên. Ngoài ra cũng thêm cái nút là ràng buộc khác. Ở đây, ràng buộc khác là cái rất là phức tạp, nhưng mà chú ý đây nên nó có hai cái ràng buộc này. Đây là hai cái ràng buộc mà riêng hai ràng buộc này, vì nó không quan trọng tôi để riêng một chỗ, nhưng mà riêng hai ràng buộc này là ràng buộc bắt buộc luôn là tuân thủ, là một ngày chỉ dạy một địa điểm thôi, hoặc là dạy một điểm trong một buổi thôi. Ví dụ tôi để như này nhé, thì là thứ hai, sáng thứ hai dạy ở địa điểm một thì cả ngày phải ở địa điểm một hết, sáng thứ ba mới sang địa điểm hai được. Thì đây đã chỉ áp dụng cho các trường vùng sâu vùng xa hay là các nhiều điểm ở xa thôi, còn chúng ta có thể bỏ đi. Đó. Riêng ràng buộc này là ràng buộc cứng nhé. Rồi khi được xong chúng ta bấm nút kết thúc và bấm nút là cập nhật kết thúc là xong. Đó. Như vậy là tôi vừa nói xong cái bước số 2. Bây giờ tôi nói sang bước số 3 rất nhanh. Bước số 3 là chúng ta sẽ phải nhập cái bảng phân công chuyên môn cho thầy cô biểu. Nhập cái bảng này thì rất là dễ, nhưng mà phải nhập cẩn thận, chính xác thì mất thời gian. Đây, chúng ta vào đây. Chúng ta vào dữ liệu. Các bạn chú ý nhé, khi chúng ta đang làm nhé, thỉnh thoảng chúng ta nên ghi lại. Đây, anh ghi dữ liệu. Hoặc bấm nút Ctrl S gì, chúng ta ghi lại cho nó khỏi mất. Khi một lần ghi vào như này thì phần mềm sẽ tạo ra một file batch ở bên cạnh cái file chính, hai file ở cạnh nhau để phòng nó bị lệnh chính nó bị lỗi. Chúng ta đang bấm nút ghi nhé, vừa bấm nút là điện mất điện luôn, là nó bị hỏng, cái file nó bị hỏng ngay. Khi chúng ta đang ghi vào file mà nó mất điện là nó bị hỏng luôn, hỏng cái file luôn. Thì chúng ta sẽ dùng lại cái file cũ. Rồi. Thì bây giờ tôi mô tả cái lệnh là nhập phân công chuyên môn. Đây, lệnh này rất quan trọng. Thì chúng ta sẽ nhập phân công chuyên môn cho sáng và chiều độc lập với nhau nhé. Các bạn chú ý nhé, không nhập chung mà nhập riêng hết, vì nó rất phức tạp. Một số rất ít trường là muốn là nhập chung là một. Nhưng mà tôi khuyên là chúng ta vẫn nhập riêng ra, vì là đa số ở Việt Nam là thực ra sáng chiều là các lớp, là các cái môn học khác nhau. Bản thân là chương trình của bộ cũng chỉ cho phép không số tiết là trong một buổi, đã bảo đảm dạy một buổi học không dạy hai buổi. Dạy hai buổi là gì, là thông thường là một buổi là chính, còn buổi kia là buổi phụ, nhưng số tiết là nó khác hẳn nhau. Cho nên là không ở Việt Nam là cái mô hình địa lý thời tiết là không phải như ở phương Tây. Phải như phương Tây, một số trường các bác chiếc phương Tây là học dồn lại sáng chiều là một, như ở Việt Nam thì là khác. Chúng tôi vẫn thiết kế là có hai cái bảng riêng, bảng sáng và bảng chiều riêng, thấy không nào, sáng chiều riêng, hiểu chưa? Và phân công buổi sáng là chỉ phân công vào các lớp học buổi sáng, buổi chiều là phân công vào lớp học buổi chiều. Chúng ta chú ý nhé. Đây, thì mặc định là khi tôi mở ra thì ở bên trái là hiện là các giáo viên, có thể khoảng 100 giáo viên rất là dài. Bên phải ở trên này là gì? Là các cái đây, chúng ta có thể di chuyển đây. Rất là dài đúng không ạ?
nó rất là nhiều môn, rất là nhiều môn đó. Thì phân công chuyên môn thì chúng ta thông thường là chúng ta sẽ chỉ phân công cho một vài môn, một nhóm giáo viên thôi. Chứ làm như sau, chúng ta ở đây chúng ta kích 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 đúc vào đây và chúng ta chọn nhóm giáo viên, chúng ta chọn nhóm, mình chọn nhóm văn thôi, thì bấm kích thước thì phần mềm sẽ chỉ hiện ra là môn văn thôi, là môn sinh hoạt thôi, và nhập cho môn văn rất là dễ. Đấy, chúng ta chú ý nhé, nhập riêng cho từng cho từng 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 nhóm giáo viên một đó, được chưa? Đấy, ở đây chúng ta có thể có lệnh là chọn môn học nữa để chúng ta có thể đưa môn học ra, đưa 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 ra khỏi danh sách này, hay đưa vào. Rồi bấm chọn môn học này, có thể chọn môn, chọn thêm môn vật lý, môn hóa ở đây nữa cũng được nhé. Tôi ví dụ chọn môn sinh hoạt này, môn văn này và môn địa lý chẳng hạn, thì nó sẽ vào đây. Hoặc là đưa đưa bấm cái nút đây và đưa môn học ra khỏi danh sách. Đó. Làm sao nhá, chúng ta sinh hoạt luôn luôn là môn thì luôn luôn là môn nhé, sinh hoạt luôn là môn chủ nhiệm nhé. Chúng ta bấm chuột phải và chọn lớp. Lớp 11A đây nhé. Riêng sinh hoạt thì chỉ dạy một lớp thôi. Đấy. Vinh V là ở đây có hai cách chọn. Chúng ta có thể là bấm chuột phải chọn lớp 12B, hoặc chúng ta có thể kích đúc và gõ luôn, kích đúc và gõ luôn là 12A. Đấy, tính ta lựa chọn nhé. Đó. Rồi ví dụ môn văn nhé, bấm chuột phải là chọn, ví dụ cô này dạy là dạy hai lớp văn. Đấy. Còn 11 dạy hai lớp 12, dạy một lớp 12, còn cô này dạy một lớp 12, ví dụ như vậy. Còn cô này dạy các lớp mà còn lại, lấy ví dụ như vậy, ví dụ nhé. Đó, được chưa? Bọn thấy không, bây giờ nó thêm một chút nhá. Như vậy ở đây cậu thấy đây có khối 11 mở ngoặc là 4 là cái gì? Mở ngoặc 4 đây chính là số tiết mặc định mà có sẵn trong phần mềm. Thì phần mềm khi gán cho cái cô Anh dạy 11A môn văn này thì mặc định sẽ là gán chính thức là lớp 11A dạy cô Anh này dạy môn văn là 4 tiết ở đây. Nhá. 11B là 4 tiết. Khi mà đây không gì cả là nó số tiết của nó là trùng với ở trên này, được chưa? Bây giờ giả sử nhá. Giả sử là lớp 12A là lớp chuyên văn. Hay giả sử bây giờ là cuối năm chúng ta muốn tăng cho cô Anh này thêm 2 tiết nữa để dạy ôn luyện cho cái lớp 12A này thi đại học, thi thi văn thì làm thế nào? Chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ nháy đúc vào đây và chúng ta sẽ về cuối chúng ta sẽ mở ngoặc, chúng ta gõ số 5 vào và enter. Đấy. Phần mềm sẽ hiểu ngay, à cô này được phân công dạy lớp 12A là 5 tiết văn chứ không phải là 3 tiết văn mặc định ở đây. Được chưa? Chúng ta chú ý nhá, chúng ta rất quan trọng chỗ này này. Đấy. Hoặc như này, hoặc giả sử chúng ta nhập nhầm. Đây, giả sử khối 1 năm nay chúng ta là 3 tiết cơ chứ không phải là 4, nhưng mà phần mềm là gán là 4 rồi. Thế làm thế nào? Được, chúng ta làm sao, chúng ta đã nhập xong ra rồi, bỗng nhiên ở trên đưa xung có lệnh là năm nay là phân bổ cho khối văn là một là 3 tiết thôi và tăng cái môn toán lên 1 tiết, ví dụ như vậy thì làm như nào? Chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ bấm vào cái chỗ này, bấm vào đây và bấm chuột phải và chúng ta sẽ nhập lệnh là gì, thay đổi số tiết mặc định đó để thay đổi cho toàn trường luôn. Ta bấm vào đây và chúng ta chọn đây mặc định là 4 nhé. Bây giờ ở trên nó có lệnh đưa xuống là chuyển về còn 3 thôi nhé. Thì sau khi nhập cái này rồi, đây nó có hai lựa chọn, một là các lớp đã nhập trong buổi sẽ thay đổi theo số 3 này, đây là 4 này được thay đổi về 3, hoặc là giữ nguyên số tiết các lớp đã nhập, giữ nguyên là 4. Mặc định của nó là mặc định là các lớp đã nhập trong khối thay đổi theo lúc kết thúc đó về 3 rồi đấy nhé. Để chúng ta chú ý nhé. Chú ý nữa là khi một số bạn mà sửa đấy đang làm, chúng ta bây giờ chúng ta sửa, nhưng khi chúng ta sửa thì máy nó báo là không được. Vì sao? Tôi lấy ví dụ nhé, ta sửa đây, tôi muốn sửa cái chỗ này này, là tôi muốn sửa cho lớp 11D này thành 2 tiết, tôi lấy ví dụ thôi nhé, lấy ví dụ thôi. Tôi có để đấy đây, tôi viết, tôi mở ngoặc, tôi viết là số 2. À. Giả sử tôi sửa cho lớp 12, 11C này là 5 tiết. Đấy, hoàn toàn tôi có thể xếp được như vậy. Nhé. Thì một số bạn khi đang sửa này thì bấm Enter thì máy báo lỗi.
máy báo lỗi thì đây là sửa được nhé, là không lỗi. Một số người đã báo lỗi vì sao? Bởi vì như này này, ta sửa 11D nhé, là chúng ta sửa số thành 2. Nhưng mà trên thao biểu của 11D đã có 3 tiết đã xếp rồi. 3 tiết cô Bình 1 là Bình 1 đã xếp mà dạy văn của 11D2 là có 3 tiết xếp rồi thì chúng ta không sửa thành 2 được nữa. Đấy, một số này là một số người sao không hiểu, nhưng mà là bị chỗ này là không hiểu chỗ này. Thế mà cứ bảo sao em cứ sửa nó bị lỗi là thế nào? Hóa ra là lỗi là như này. Khi chúng ta sửa thì với yêu cầu là trên thông biểu là phải chưa xếp tiếp nào cả, hoặc tiếp đã xếp tiếp ít hơn cái số này thì mới được. Còn ví dụ lớp 11D mà trên thông biểu đã có 3 tiết của bình 1 rồi môn văn đấy thì không thể sửa thành 2 được nữa. Nhắc lại nhé, chỗ này là chỗ mà là chỗ rất là mà sâu một chút về về phân công chuyên môn. Chúng ta không thể chỉnh sửa cái tổng số tiết của một môn học thấp hơn cái số tiết đang có ở trên lớp rồi, đang phân công rồi, đang xếp theo biểu rồi. Rồi, thì chúng ta khi xếp xong rồi thì chúng ta xếp cho cả toàn trường, chúng ta sẽ ấy thôi, chúng ta sẽ thoát ra thôi. Nhưng mà chú ý là trước khi chúng ta thoát ra, chúng ta nên đây là cái màn hình là nhập theo khối lớp. Đều có rất nhiều màn hình nhập theo môn học, màn hình nhập theo từng giáo viên, màn hình nhập theo từng lớp một. Đây, thế đây là màn hình nhập từng lớp một. Chúng ta có thể nhìn đây này, chúng ta quan sát tổng số tiết đây và xem là hợp lý hay chưa. Đấy, chỗ này là chỗ rất quan trọng này, chỗ này là chỗ rất quan trọng, xem là hợp lý hay chưa nhé. Vì cái phân công này là toàn trường là cái người sẽ được biểu nhiều này, bên là biết đấy. Năm nay nhà trường phân công xuống là toàn bộ 11 là tổng số là một cả một tuần tiết là khối 11 là 27 tiết, toàn bộ khối 12 là 29 tiết, toàn bộ khối 10 là 25 tiết. Là biết rõ từ trên ta biết rõ rồi thì là điều thứ này. Nhưng mà đây là toàn bộ đây là 27 tiết mà có một lớp là 26, như vậy là ta phân công thiếu rồi. Hay có lớp lên là 29, như vậy là bị thừa rồi, chúng ta sẽ phải chỉnh sửa lại. Chúng ta có thể bấm vào đây, kích nút vào đây và chúng ta chỉnh sửa theo từng lớp một. Đây, từng lớp một chúng ta có thể chỉnh sửa số tiết vào đây. Đó. Đây trong của mình rất là nhiều cái màn hình theo thông tin các bạn có thể quan sát và có thể thao tác, nhưng mà cái màn hình chính để nhập bảng phân công chuyên môn là màn hình này. Đây này. Là màn hình này, màn hình màu hồng này nhé. Rồi. Như vậy tới đây là chúng ta là xong cái bước số 3, được chưa? Bước số 3 là bước mà mất thời gian nhất, nhưng mà chúng ta chú ý là phải làm cẩn thận nhất vì không nên làm sai là sẽ bị chúng ta xếp xong toàn trường rồi, xếp xong rồi chẳng may phát hiện ra là nhầm. Đã những cô Dung mà phân công dạy lớp 12A lại xếp nhầm là dạy lớp 12B, như vậy là chúng ta phải xóa hết đi làm lại từ đầu. Chứ là không được phép nhầm chỗ này. Chúng ta phải làm thật cẩn thận cái bước số 3 này. Rồi. Bây giờ về như vậy là xong bước số 3 nhé. Thì về lý thuyết là chúng ta thao tác một chút thôi là sang bước 5 là rồi, là xếp xong. Nhưng mà cái bước 4 là bước mà rất nhiều giáo viên chúng ta không thạo cái này, rất là làm nhầm cái bước 4 này. Và rất nhiều giáo viên là cứ làm là rất khó khăn khi làm bước 4 này. Do là chưa thạo, do là chưa hiểu hết phần mềm, chưa hiểu hết những khái niệm mà đang có trong phần mềm. Bây giờ tôi sẽ mô tả nhé, cho các bạn thấy nhé. Bây giờ để làm bước 4, chúng tôi sẽ phải mở một cái dữ liệu của một lớp, của một trường mà đã nhập xong bước 3. Chứ nhập bước 3 chứ nhập xong thì khó làm bước 4 lắm. Bây giờ tôi sẽ đóng lại và tôi sẽ mở một tệp khác ra. Tôi mở một tệp mà ở nhà trường đã xếp xong. Đây, tôi mở tệp này nhé. Đây là cái tệp mà đã nhà trường đã xếp xong cái bước là nhập phụ chuyên môn rồi. Và tôi xem thử vào đây xem nhé. Đây này, nhập toàn trường xong hết rồi này. Toàn trường đây có toàn bộ giáo viên đây nhé. Buổi sáng này, đây là buổi chiều, đây là buổi sáng này. Đó, buổi sáng đây. Nhé. Tôi xem kỹ hơn này. Bấm vào đây xem này. Đó, nhìn vào đây nhé. Khối 6 này. Khối 6 là tổng số là 24 tiết. Các bạn thấy không nào? Thấy chuẩn xác chưa? Khối 6 này. Khối 7. Khối 7 đây. Khối 7 là 25 tiết. Thấy không nào? 25 tiết. Khối 8 là 29 tiết. Thấy không nào? Khối 9 ở đây là bao nhiêu? Là 26 tiết. Đấy, nhưng mà tôi nhìn về là thế. À, như vậy là có thể đúng hay không sai đâu. Đấy.
trừ khi mà trong đây là họ làm nhầm thì không không nói gì rồi nhé, thì đã đành rồi, chúng ta sẽ phải xem xét kỹ lại từng lớp một, lớp 6 A1 bấm vào đây, cứ đúng vào đây chúng ta sẽ xem này. Vậy như vậy đã phân công tổng số là 24 tiết, môn nào giáo viên đã dạy ghi ở đây, ta có thể quan sát từng lớp một thì đúng hay chưa nhá. Rồi như vậy là chuẩn rồi, coi như là buổi ta tôi làm riêng từng sáng chiều riêng một nhé, tôi sẽ làm coi làm sáng trước đi, nhưng buổi sáng là lớp 6, 7, 8, 9 đều học cả rồi và phân công là chuẩn rồi. Lớp 6 là 24 tiết, khối 7 là 24 tiết, khối 8, khối 6 là 24, khối 7 là 25, khối 8 là bao nhiêu, khối 8 là 29 và khối 9 là 26. Đó, như vậy là chuẩn rồi nhé. Chúng ta có thể ghi ra giấy này. Tôi ghi ra giấy đây nhé, ghi giấy để tôi cùng các bạn làm, tôi ghi ra giấy đây này, ghi ra giấy chính xác nhé, để các bạn tên đến mới làm thử buổi thạo rồi chúng ta không cần thiết đâu, nhưng mà đây là chúng ta làm mới nhé. Đây tôi ghi vào đây, khối 6 là khối 6 là 24, để tôi ghi vào giấy nhé. Khối 7 là 25, khối 8 là bao nhiêu, khối 8 là 29 và khối 9 là 26 tiết, chuẩn chưa nào. Khối 6 là 24 nhé, khối 7 là 25 tiết đúng nha, khối 8 là 29 và khối đây là khối 9 là 26 tiết. Đây chúng ta nhớ nhớ nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước sang cái bước thứ 4. Đấy. Nếu ai mà thạo rồi thì bước thứ tư này làm vèo phát là xong, nhưng mà đối với ai mà chưa thạo thì bước 4 làm rất phức tạp. Rồi tôi bây giờ phân tích nhé. Trong một tuần, trong một buổi học đây là sẽ buổi sáng. Trong một tuần chúng ta là mỗi ngày là có 5 tiết, suy ra là 5 x 6 là tổng cộng mỗi một ngày, mỗi một tuần chỉ là tổng cộng là nó sẽ có maximum là 30 tiết. Đúng không? Trong tuần có 30 tiết. Đúng không nào? Rồi, thì trong nhà trường phải có một tiết là chào cờ, đúng không nào? Tôi nhắc lại là chào cờ là cái tiết mà đây tôi ra cho các bạn xem cái bước thứ tư nhá. Bước thứ hai này, bước tôi cho bạn xem cái bước thứ hai, bước mà bước bốn, đây bước thứ tư đây, đây bước thứ tư nhé, bước thứ tư là cái bước mà chúng ta sẽ làm thực hiện là hai bước, bước một là xếp tiết chào cờ và tiết không học, đấy cái chỗ này nhé, và bước hai là xếp tiết sinh hoạt của giáo viên chủ nhiệm. Đấy, như vậy đấy là như vậy là đối với bước số 4 ấy là chúng ta thực hiện là gồm có bốn lệnh, nhưng chúng ta phải hiểu lệnh thứ nhất là xếp tiết chào cờ, lệnh thứ hai là xếp tiết không học, lệnh thứ ba là xếp tiết sinh hoạt và tư là xếp tiết giáo viên chủ nhiệm. Thì ý nghĩa nó là ý nghĩa là gì, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Rồi tiết chào cờ là gì và tiết không học là gì? Tiết chào cờ là tiết mà toàn trường nghỉ và xuống sân và học chào cờ và tập trung chào cờ nhé. Rồi thì chúng ta chú ý nhé, chúng ta có 30 tiết này, trừ đi một chào cờ, vậy suy ra là tổng số tiết mà trên thời biểu có thể xếp được là 29 tiết, đúng không nào? Vậy 30 trừ 1 còn lại là 29, được chưa? Nhưng mà lớp 6 có 24 tiết thôi, nhớ lại lớp 6 nhé, 24 tiết thôi. Như vậy là gì? Như vậy là 29 trừ đi 24, vậy sẽ lớp 6 là có 5 tiết trống. Bạn có thể thấy rõ không? Vì tôi đã nhắc lại là một tuần có 30 tiết thôi, trừ đi một chào cờ, vậy sẽ ra còn lại trên thì các biểu còn lại là tổng cộng số tiết được xếp vào, được cho phép xếp tiết là 29 tiết. Mà lớp 6 chúng ta vừa xem, lớp 6 có 24 tiết tổng số thôi. Nhưng mà lớp 6 là gì? Lớp 6 sẽ thừa ra là mấy tiết? Là 29 trừ 4 là thừa ra 5 tiết. Thấy không nào? Lớp 7 là 25 tiết. 29 trừ 25 thừa ra là 4 tiết. Khối 8 là 29 tiết. 29 trừ 29 lớp 8 không thừa, lớp 8 thừa ra là 0 tiết. Khối 9 là 26 tiết. 29 trừ 26 thừa lại là 3 tiết. Đấy như vậy nhé. Như vậy là khối 6 thừa 5 tiết, khối 7 thừa 4 tiết, khối 8 không thừa và khối 9 thừa 3 tiết. Thì làm gì? Đấy, chúng ta chú ý nhé. Như vậy là chào cờ chúng ta xếp trước. Còn không học là gì? Không học chính là tiết mà chúng ta sẽ phải xếp bù vào cái chỗ thừa ra đó. Ví dụ như là khối 6 là có 5 tiết thừa, chúng ta sẽ phải xếp 5 tiết không học cho khối, cho toàn bộ khối 6. Thông thường thì không học là tiết xếp vào tiết 5 để cho toàn bộ khối đó là ra về, trừ trừ khi như này nhé,
trừ khi đặc biệt. Ví dụ chúng ta cho toàn trường của chúng ta là giáo viên là họp vào tiết 1, tiết 2, ngày thứ 3, thì chúng ta xếp tiết không học vào tiết 1, tiết 2, ngày thứ 3 để cho toàn trường là ở nhà đi, và tiết 1, tiết 2 là giáo viên họp. Tôi lấy ví dụ thôi, nhưng mà nói chung là tiết không học là tiết nằm ở cuối, ở tiết 5. Đó, vậy là khối 6 sẽ có 5 tiết không học, khối 7 có 4 tiết không học, khối 8 không có gì, và khối 9 có 3 tiết không học. Chúng ta chỉ là người xếp, tự xếp là khối 6 là nghỉ là ra về lúc nào, khối 7 ra về lúc nào, và khối 9 ra về lúc nào. Chúng ta là người xếp chuyện đó nhé. Rồi, bây giờ tôi sẽ quay sang lệnh đó này. Chúng ta sẽ vào lệnh chính, và chúng ta thiện cái lệnh là gì? Là xếp trước môn học. Đây chính là quan trọng, đây chính là cái lệnh mà là ở cái bước 4 đấy, ở bước 4, ở cái bước này này. Bước này. Bước này gồm có là xếp chào cờ nhé, xếp không học, xếp sinh hoạt và giáo chủ nhiệm. Đây cũng đây đây. Đấy nhé. Xếp mà chào cờ này, không học này, sinh hoạt này và chủ nhiệm đây, tất cả đảm ở đây hết. Nhưng mà đây chính là cái lệnh ở bước 4 đây. Mà chỗ này là cái chỗ mà rất nhiều bạn, là rất nhiều giáo viên là rất lúng túng, rất không hiểu chỗ này nhé. Bây giờ làm nhé, bây giờ tôi mô tả này. Trường chúng ta là phải có một tiết là chào cờ, nhắc lại nhé. Trừ trường nào không chào cờ thì không nắm đi rồi, thì coi không có thì coi bình thường là có hết nhé. Thông thường các nhà trường buổi sáng là tiết tiết 1, ngày thứ hai là chào cờ. Chỗ làm như sau, chúng ta bấm vào chào cờ nhé, và chọn cái vị trí. Đối với chào cờ thì ở đây chúng ta thấy chỗ này mờ đi, chúng ta không chọn được. Thật là không chọn được, nhưng mà thôi mặc định, bao giờ chào cờ cũng là toàn trường hết nhé. Bấm thứ hai đây, bấm nút thực hiện thì máy sẽ thực hiện xếp tiết chào cờ cho toàn trường trong buổi sáng. Xếp xong, và như vậy trên thì có biểu lớp đã hiện ra cái chữ chào cờ rồi. Chúng ta vào xem cái biểu lớp nhé. Chúng ta đóng lại, chúng ta vào khung nhìn này, khung nhìn, và vào cái chỗ này này. Chỗ này là cái lệnh này, đây có rất nhiều lệnh khung nhìn nhé, nhưng mà đây là lệnh mà xem toàn trường trong lớp. Đây này, buổi sáng này, tất cả cho cờ hết đây. Tiết chào cờ chỉ hiện ra đối với thầy cô biểu lớp thôi, không hiện ra trên thầy cô biểu giáo viên. Mà chào cờ là tiết đặc biệt đúng không nào? Vậy là xong chào cờ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đóng lại và quay lại cái lệnh vừa rồi. Chúng ta sang cái phần tiếp theo là chúng ta sẽ nhập tiết không học. Nhắc lại nhé, tiết không học là tiết mà lớp sẽ không học và không được xếp tiết bình thường. Xếp tiết không học dùng để tạo khuôn cho các lớp học, dùng để mà ta nhân lại, vì lớp 6 chúng ta thừa 5 tiết, vì có 5 tiết không học. Lớp 7 thừa 4 tiết, có 4 tiết không học. Lớp 8 không có, lớp 9 thừa 3 tiết. Nhưng mà chúng ta sẽ phải tiếp xếp 5 tiết không học cho lớp 6, 4 tiết không học cho lớp 7 và 3 tiết không học cho lớp 9. Chính xác tuyệt đối nhé, các bạn chú ý nhé, không được, không làm sai nhé, chính xác tuyệt đối luôn đấy. Chúng ta chỗ này là, đây là mà hoàn toàn là toán học nhé, chúng ta không được chỗ này. Lệnh không học là cái lệnh chúng ta xếp vào trên theo biểu của giáo viên, của lớp học sinh ghi là không học, và chúng ta không thể xếp tiếp vào đấy được nữa nhé. Như vậy là dùng để tạo khuôn. Như vậy ta biết được gì mà không học, biết là như vậy, lớp 6 ra về khi nào, lớp 7 ra về khi nào, lớp 9 ra về khi nào, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta làm thử nhé. Đây, tôi là người xếp. Tôi vào không học. Thì không học chúng ta sẽ phải xếp cho từng khối lớp, bấm vào đây chọn. Ví dụ chọn khối 6 trước đây, khối 6 nhé. Khối 6 là đây, tôi đang ghi vào đây là khối 6 là 5 tiết không học. Tôi dự kiến nhé, lớp 6 sẽ ra về vào ngày thứ 1 2 3 4 5, từ thứ 3 đến thứ 7. Tùy tôi thôi, mà tôi là người xếp thứ tự tùy tôi nhé. Như vậy là khối 6 này cũng thực hiện. Đây là sáng, đây là chiều nhé, đang làm cho buổi sáng. Thực hiện xong toàn bộ khối 6 đây. Đó. Bây giờ tôi sẽ làm tiếp tục sang cho khối 7. Khối 7 ghi đây rồi. Khối 7 đây là 4 tiết. Tôi sẽ là ghi khối 7 ra về vào ngày thứ 2, thứ 4, thứ 5, thứ 6. Thứ 3 thì khối 7 vẫn học cả 5 tiết. Thứ 7 học cả 5 tiết. Nhưng mà thứ 2, thứ 4, 5, 6 thì ra về sớm, ra về vào tiết 5 nhé. Thông thường không học là tiết để ở tiết 5, trừ trường hợp đặc biệt nhé. Rồi chúng ta bấm nút thực hiện xong cho khối 7, khối 7 đây nhé, khối 7. Đấy, xong khối 7. Bây giờ chúng ta sang cho khối 8 không có, khối 8 là học kín không có, chúng ta sang cho khối 9. Khối 9 là mấy? Khối 9 là 3 tiết ghi đây rồi.
cô 9 là tổng số 26 tiết, 29 trừ đi 26 còn lại là 3. Chúng ta chọn cô 9 này là chúng ta sẽ về vào thứ 5, thứ 6 và thứ 7. Cô 9 nhé. Đấy, xong, thực hiện. Đấy, nhưng mà chúng ta làm xong cái bước là chúng ta tạo khuôn cho lớp học. Là chúng ta vào xem bàn trường luôn nhé, đóng cái này xem này. Chúng ta vào không nhìn và xem show on đây, toàn trường đây. Đây nhé. Như vậy là khối 6 này, khối 6 đây nhé. Khối 6 là thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 là nó học, là nó ra về và không học đây. À, khối 7 là ra về thứ 5 vào ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 5 và thứ 6, đúng không? Khối 8 không có. Còn khối 9 là khối 9 đây, tôi kéo lên tí để nó bị lấp. Khối 9 đây. 9 ra về vào ngày thứ 5, 6, 7 đây. Đấy, được chưa? Nhá. Bạn đã hiểu chưa nhỉ? Đây nhá. Để đây mình đi chỗ này hơi bị. Rồi, chỗ này. Tôi kéo nó vào đây. Rồi. Để lên trên. Thấy rõ không nào? Như vậy tới đây là chúng ta xong xếp chào cờ là xong này, không học là xong nhé. Có thấy không? Có thấy cần chính xác, rất cần chính xác. Ta làm chỉ làm sai một động tác thôi là không được. Khối 6 ở đây mà chúng ta lại cho thêm một khối học ở chỗ khác là hỏng, là máy nó báo là không xếp được ngay, là nó báo lỗi ngay lập tức nhé. Phim xếp tự động 100%. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ nói thêm về khối học này nhé. Đây là chúng ta có thể gán ở trong lệnh này, chúng ta có thể, đây là chúng ta có thể gán ở trên ở quy mô là toàn trường, nhưng mà chúng ta có thể tinh chỉnh được, hoàn toàn được. Đây nhé, bây giờ tôi vào cái chỗ này, tôi có thể vào xem từng lớp một. Đây tôi vào cái lệnh là không nhìn, và tôi vào cái min lúc để tôi xem cho từng lớp một. Đây lớp 6 đây nhé, lớp 7, lớp 8, lớp 9. Tôi giả sử nhé. Tôi giả sử tôi có một lớp 9 cuối ở đây nhé, lớp 9 B2 đây nhé, B2 đây. Mình giả sử lớp này nhé. Giả sử lớp này là một điểm trường xa, tôi có thể chuyển khung học từ đây sang đây được không? Được. Lớp này là lớp điểm trường xa, tôi chuyển sang được. Làm như sau nhé. Ở đây tôi nháy đúp và chọn pick. Pick là cái lệnh tôi có thể là chọn và hủy khung học. Bấm lên hủy, đó, chuyển sang đây. Cái đúp chọn pick. Vậy là ta chuyển khung học từ thứ 7 sang ngày thứ 2 riêng cho lớp 9B2. Được chưa nào? Các bạn có thể điều chỉnh cái khung học là tùy ý, nhưng mà vấn đề là toàn bộ khối 9 phải là có 3 tiết. Nhưng ta để ra đến đây là lỗi đây, thêm vào này lỗi đây. Lớp 9 này là có 4 tiết thế này là lỗi, 4 tiết khung học là máy nó báo ngay là không thể xếp được. Đấy, bắt buộc là phải sửa, phải xóa đi. Đấy, xóa đi. Đủ 3 tiết nhé. Để 2 cũng được, để 2 là thường thường phải để đúng 3. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ bây giờ như vậy là xong được cái bước là xếp khung học, bước sang tiếp theo là xếp sinh hoạt. Sinh hoạt là cái môn mà thông thường nằm ở phía đầu tiên của lớp học, chúng ta phải xếp trước. Vì sao như vậy? Vì sinh hoạt thường là xếp cố định và xếp trước và cố định lại và không di chuyển được nữa. Chúng ta sao chúng ta có thể di chuyển, tôi có thể thay đổi bất kỳ, như sinh hoạt là ta cứng một chỗ đó thì ta nên xếp trước của sinh hoạt nhé. Rồi chúng ta làm như sau, chúng ta vẫn vào cái lệnh là lệnh chính và xếp trước môn học, và chúng ta chọn xếp môn học đây, chọn môn sinh hoạt đây, chọn môn sinh hoạt, tức là môn đầu tiên là xếp tiết giáo viên chủ nhiệm đây. Chúng ta xếp thông thường như là buổi sáng nhé, đến năm buổi sáng thì chiều làm sau. Sáng là tiết 1 ngày thứ 2 là chào cờ, sau tiết 2 ngày thứ 2 là sinh hoạt. Thông thường là như vậy. Được chưa? Bấm nút thực hiện. Như vậy nó xếp cho toàn trường luôn. Toàn trường là xếp là buổi sáng là sinh hoạt. Vào tiết 2 ngày thứ 2. Cho các bạn xem đây. Đây, các bạn ta xem nhưng mà không nhìn này vào show on. Đây, sinh hoạt đây nhé, là sinh hoạt đây. Giáo viên chủ nhiệm sẽ lên lớp vào tiết 2 chủ nhiệm đây. Được chưa? Rồi cuối cùng là cái lệnh này. Cuối cùng là cái lệnh đây là cái lệnh xếp giáo viên chủ nhiệm là cái gì? Thật cái này có thể bỏ qua nó không được, không này không cần thiết đâu, không, cái này chỉ là lựa chọn thôi, nhưng mà là cái gì? Là cái lệnh như sau, là cái lệnh phần mềm sẽ xếp một tiết thêm nữa cho giáo viên chủ nhiệm cùng ngày với cái môn sinh hoạt. Để gì? Để là giáo viên học sinh giáo viên đến môn sinh hoạt thì dạy thêm một tiết nữa, đỡ phải đi về nhà
chứ là đến sinh hoạt không xong về ngay thì nó phí dạy thêm một tiết nữa ở lớp đó. Thì là đó là môn gọi là tiết giáo viên chủ nhiệm. Thì như sau, làm rất đơn giản, chúng ta sẽ chọn là gì, là đây giáo viên chủ nhiệm này, xếp vào đây chủ nhiệm đây, và ta chọn giáo viên chủ nhiệm là chọn là làm môn sinh hoạt và chọn một tiết ở đây, phần mềm sẽ tự động làm cho toàn trường luôn đó. Và sẽ tự động sẽ xếp một tiết nào đó, bất kỳ phần mềm tự chọn và vậy là xong nhé. Chúng ta vào xem thử cái khung nhìn và xem thử phần mềm xếp cái gì. Đây phần mềm xếp là văn toán, phần mềm xếp xếp đây là phần xếp ngẫu nhiên, chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể điều chỉnh, chúng ta có thể xóa đi làm lại tùy các bạn nhé. Chúng ta phần cho phép chúng ta là can thiệp vào từng tiết một mà tinh chỉnh vô tư chết mình. Như vậy tới bây giờ tới chỗ này là ta xong được gì, xong được cái bước số 4 đấy, thấy không nào? Tôi làm các bạn, tôi làm cho các bạn là bốn lệnh đấy, bốn lệnh là xếp mà chào cờ, xếp không học, xếp sinh hoạt, giáo viên chủ nhiệm. Nếu ai mà thạo thì cả bốn bước này chúng ta chỉ làm trong khoảng 5 phút hay là 2 phút là xong. Còn đối với những người mà không thạo ấy thì rất là mệt mỏi, làm rất là lâu rồi làm đi làm lại, làm sai chỗ này sai chỗ khác, lỗi chỗ này lỗi chỗ khác, linh tinh cả lên. Nhưng mà đối với ai là thạo, chúng ta làm chuẩn xác thì rất là nhanh, bạn thấy không nào? Nhưng mà chúng ta làm quen thôi, không có gì cả. Như vậy là xong bước 4 thì chúng ta sẽ sang bước 5 là bấm một nút thôi là xếp 100%. Cái này chỉ làm 1 phút là cùng, trường trung bình là khoảng 1 phút hoặc là 30 giây, trừ trường nào nó phức tạp quá, nó khó quá, nó nhiều ràng buộc quá thì nó lâu hơn một chút, cũng chỉ 2 phút là xong, là xếp 100%. Sau khi xếp 100% rồi thì là xong, chúng ta có thể in ra có biểu, coi như là xong. Còn nó chưa thạo, chưa xong, chúng ta có thể là ta chỉnh sửa thêm cho nó đẹp, tôi sẽ nói thêm. Nhưng bước năm là bước như vậy nhé. Thế bây giờ để hiểu cái cốt lõi của bước năm, tôi nói thêm một chút để chúng ta hình dung là vì sao chúng ta lại không nên nhập quá nhiều cái dòng của giáo viên. Bước năm này, cái lệnh này lệnh có tên là xếp toàn bộ, hay lệnh nó là SF, là S là start, F là finish. Ý nghĩa của nó là chúng ta bấm một nút thôi và đợi kết thúc là xong. Thế này như sau, lệnh này nó sẽ làm như sau, lệnh này nó sẽ thể hiện theo theo 5 bước, theo 5 bước, theo 5 bước, và nó làm rất là nhanh. Quả thế tôi mô tả nhé. Bước 1 là nó sẽ kiểm tra điều kiện thực hiện mặt vật lý, sẽ có điều kiện cứng xem mà phần mềm đã thỏa mãn chưa, đã có thể xếp được trong trong hay không. Nếu không xếp được thì nó sẽ báo lỗi. Ví dụ nhé, vừa lớp 9 mà chúng ta đặt lớp 9 mà có 4 tiết không học, máy báo lỗi ngay ở cái bước 1 này, nó không xếp được 100%. Đấy, ví dụ như vậy, máy nó báo lỗi ngay. Hay chúng ta xếp cho một cái lớp học nào đó mà tổng số tiết nó vượt quá, ví dụ lớp 8 chúng ta đây là lớp 8 chúng ta là 29 tiết đúng không? Chúng ta xếp cho một lớp 8A là tổng số là 32 tiết, máy báo lỗi ngay. Báo lỗi ngay lập tức. Hay là ví dụ lớp khác chúng ta phân cho một giáo viên dạy quá nhiều lớp, một giáo viên của chúng ta là một giáo viên là dạy maximum trong trong một trong một tuần là chỉ có 29 tiết thôi, mà dạy cho ta phân cho cái cô An này là dạy là 35 tiết trong một tuần, máy báo lỗi ngay, không không thể xếp nổi. Như vậy thì bước 1 là cái bước máy tính sẽ tự động kiểm tra điều kiện và thông báo lỗi. Nếu bước 1 mà xong rồi là xong, phần mềm sẽ tự động. Thì xếp động sẽ gồm có là 4 bước. Bước số 2 là xếp đại trà, phần mềm sẽ tự động xếp khoảng từ 70 đến 95% công việc, và sẽ phân chức phần xếp đại trà này là phần mềm sẽ thỏa mãn mọi ràng buộc giáo viên và mọi ràng buộc môn học. Đấy, chúng ta chú ý nhé, cái phần xếp đại trà này này là phần mềm sẽ xếp đại trà cho khoảng từ 70 đến 90, 95 tùy từng trường một, nhưng mà là thỏa mãn toàn bộ yêu cầu giảng buộc môn học. Nếu xếp đại trà mà xong rồi thôi tốt quá, nếu chưa xong phần mềm sẽ chuyển sang bước hoàn thiện, là phần mềm sẽ xếp tự động phần còn lại nhưng mà là bỏ qua giảng buộc giáo viên đó. Như vậy tới bước 5, tới bước 3 này, phần mềm sẽ cho phép là phá vỡ giảng buộc giáo viên. Cho nên nếu mà các bạn nào mà nhập giảng buộc giáo viên mà nhiều quá thì ở bước 2 này sẽ rất ít và phần mềm sẽ phá vỡ lung tung ở bên trong, phá vỡ rất nhiều giáo viên và giáo viên cảm thấy rất là bị xấu. Cho nên chúng ta chú ý là chúng ta nên nhập ít ràng buộc thôi thì nó rất là tốt. Bước 3 này mà xong rồi thì tốt quá, nhưng chưa xong thì sang bước 4 gọi là bước kết thúc xếp.
Thì bước 4 này là phần mềm sẽ bước phần còn lại và bỏ qua tất cả ràng buộc, kể cả ràng buộc giáo viên lẫn ràng buộc môn học. Cho nên ở bước 4 này, nếu chúng ta nhập ràng buộc nhiều quá, phần mềm có thể phá vỡ cả ràng buộc môn học, có thể xếp 3 tiết liền một lúc. Ví dụ như vậy. Có thể xếp 4 tiết liền một lúc nếu mà chúng ta nhập quá nhiều các ràng buộc đấy. Phức tạp quá đấy. Đấy, cho nên là một số bạn có kêu là phần mềm xếp số quá, có một chỗ là xếp thành 3 tiết liền. Thì làm nào? Chúng ta phải sửa ở tay thôi, chúng ta phải điều chỉnh sang chỗ khác thôi. Bằng tay chúng ta không thể lúc phần mềm nó chịu, không thể làm được nữa. Thì vì nó quá nhiều ràng buộc như vậy. Đó, thì hết bước 4, phần mềm sang bước 5 là tối ưu hóa, thì chỗ này là phần phụ thôi, phần 4 là chính. Thì xếp đến đây là xong, là bảo đảm là xếp xong 100% nhé. Rồi, thì bây giờ tôi mô tả lệnh này nhé, và lớp này chúng ta đây. Bây chúng ta xong rồi này, chúng ta là sức mà nhập xong hết cả ở bước 4 rồi, chúng ta sẽ đóng khung nhìn lại và chúng ta sẽ vào lệnh chính và vào cái lệnh cơ bản nhất là lệnh này là xếp 100%. Các bạn thấy không nào? Đó, các bạn chú ý nhé. Bởi vì em đi. Tôi bấm vào đây nhé. Các bạn nhé này, xem trường này là đây là trường này, đây là cái trường làm Liquido ở Hà Nội này. Ta xem là xếp bao nhiêu phút nhé. Đây. Thì ta sẽ xếp riêng theo buổi sáng riêng và buổi chiều riêng nhé. Và đây chúng ta mặc định phần mềm sẽ là đây, chúng ta sẽ kiểm tra và khóa cái sinh hoạt lại nhé. Ta chọn sinh hoạt là khóa lại. Sinh hoạt này là phần mềm sẽ khóa lại và không cho phép di chuyển sinh hoạt nữa. Cứng. Cái sinh hoạt này là cứng vào gì? Vào tiết 2 ngày thứ hai. Ở đây là chúng ta sẽ hôm qua của đứa nào đây? Chúng ta sẽ có thêm một lựa chọn, các bạn nên tắt đi. Ảnh hưởng người khác. Rồi, bây giờ chúng ta có một lựa chọn nữa là giữ nguyên trạng thái theo các biểu hiện thời. Tức là những tiết mà đã xếp trước cũng khóa lại luôn. Như vậy đây các bạn đã nhận, đây là lựa chọn rất là hay này. Chúng ta có thể bỏ đi. Bỏ đi thì phần mềm sẽ thay đổi các tiết đã xếp rồi, nhưng trừ sinh hoạt vẫn là khóa nhé. Thì ý nghĩa của này là gì? Ý nghĩa của này là gì? Là chúng ta có thể xếp trước cho một vài người. Tốt đi, sao cho tôi xếp trước sau khóa lại. Nhưng mà tôi không bị ảnh hưởng nữa. Thế thì cái người sẽ có biểu lợi lắm, mà cái người sẽ có biểu là cái người mà luôn xếp cho mình là đẹp nhất rồi, không ai có thể thay đổi nữa. Đây, như vậy ta chú ý nhá, cái lệnh này nhé. Cho nên bỏ qua cái này, bỏ qua đi. Như vậy đây là cái chính nhất này nhé. Rồi bây chúng ta sẽ bấm bắt đầu và đợi khi kết thúc ở đây nhé. Nó trải qua 5 bước này, bấm lên thử nhé. Nếu mà gặp lỗi thì phải nó báo ngay. Lỗi cứng nó sẽ báo ngay. Mà chúng ta ngồi đợi thôi. Đợi cho đến khi là 100% thì là xong. Nha, chúng ta sẽ ngồi đợi. Cái trường này là trường cũng khá phức tạp, hơi lâu đấy. Chứ trường khác thì nhanh hơn nữa nhé. Thôi được, chúng ta đợi một chút thôi. Phần mềm đang xếp cho các lớp đấy. Các bạn có thể bấm thời gian xem là bao nhiêu phút nhé. Xong rồi chưa? Xong rồi nhé. Như vậy tới đây khi mà nó xong ấy thì nó báo 100% và nút này, nút kết thúc là nó bật lên. Xong. Ta bấm kết thúc nhé. Và nó hỏi là bạn có muốn cập nhật dữ liệu không? Có, đồng ý. Thoát ra, như vậy là xong. Chúng ta đã xếp xong theo biểu cho trường mình. Chúng ta vào khung nhìn ta xem thử nhé. Khung nhìn là xem toàn bộ nhà trường theo lớp này. Đây là toàn bộ nhà trường lớp đã xếp xong 100%. Thấy không nào? Thấy chưa? Chúng ta có thể xem, chúng ta đóng lại xem toàn trường theo giáo viên và khung nhìn và xem. Đây là lệnh là xem toàn trường theo từng giáo viên một. Đây, chúng ta quan sát đây. Toàn trường giáo viên đây nhé, giáo viên đây. Và thế thời của giáo viên này, thứ hai là tiết một là nó không có gì cả, là tiết chào cờ nhé. Hoặc chúng ta có thể vào đây, vào khung nhìn và vào mình này, đây là mình hay dùng nhất, mình là mình lúc mình này là chúng ta có thể quan sát từng lớp một, từng lớp một. Và xã trường độc lập này, từ lớp 1 đây nhé. Và ta sẽ quan sát, ta xem từ lớp 1 xem thử biểu nó xấu hay nó đẹp. Và trên đây là giáo viên tương ứng. Đây là giáo viên tương ứng, đúng không?
Đấy, đây là màn hình chúng ta xem. Đấy, như vậy chúng ta vừa mới xong được cái bước số 5 và sang bước 6 chúng ta quan sát và tinh chỉnh dữ liệu cho có biểu bằng các thuật toán tối ưu hoặc tinh chỉnh bằng tay. Nhưng mà tới đây là xong nhé. Như vậy nếu mà chúng ta mà người nào mà thạo ấy, thì từ bước 1 đến bước 5 chỉ làm trong 30 phút là xong. Rất nhanh. Cho nên đối với ai mà thạo thì có biểu thì nó rất là đơn giản. Còn cái bước 6 này là bước mà lâu hơn một chút, tùy chúng ta có thể chúng ta có nhiều thời gian chúng ta tinh chỉnh lâu được càng tốt. Còn không chúng ta có thể in luôn ra, không tinh chỉnh được cũng được. Đấy, tùy các bạn nhé. Nhưng mà về tới giờ hôm nay là chúng ta có thể in cái biểu ra và phát cho từng học sinh, phát cho từng giáo viên một, hay là in ra trên toàn trường để ta in trên cái bảng thử biểu toàn trường rồi nhé. Đấy, và mà chúng ta in ra biết trước khi mà tôi mô tả sẵn sau tôi luôn sang bước 7 trước nhé. Bước 7 là cái bước mà chúng ta sẽ mà in từ cái biểu ra. In như nào cho hợp lý nhất thì nhanh nhất thì thôi như này. Chúng ta nên các bạn nên dùng cái lệnh là xuất ra Excel cho nó nhanh. Và trong vì trong khi xuất ra Excel trong nó có đủ tất cả các cái thử biểu cho từng lớp, từng giáo viên, toàn trường theo lớp, toàn trường theo giáo viên, rất là nó có rất nhiều cái bảng chúng ta có thể từ Excel chúng ta có thể chuyển sang Word, chúng ta có thể mi trang lại cho đẹp nhé. Rồi. Thì trước khi nói về phần tinh chỉnh là bước 6, tôi nói luôn sang bước 7 là chúng ta sẽ in ấn, nhưng mà thôi, chúng ta tôi nói lệnh là chúng ta sẽ bấm vào hệ thống và chúng ta sẽ chọn cái lệnh là gì, là ghi ra Excel. Đây. Đây chúng ta có thể ghi ra HTML hoặc vân vân nhé. Và chúng ta sẽ ghi ra Excel, bấm vào đây này. Hạ biệt tôi sẽ ghi ra Excel nhé. Ghi ra Excel và mở luôn. Bấm lên này. Đây có rất nhiều thông tin chúng ta có thể in ra. Bấm kết thúc và phần mềm sẽ đẩy ra Excel và sẽ mở luôn. Đấy, mở luôn ra mà chúng ta có thể quan sát nhé. Đây là cái trang cái sheet 1 là cái sheet là thông tin chung các đối tượng nhé. Đấy, giáo viên này, môn học này, lớp học đây này, đúng không? Đấy. Ở sheet thứ hai là thực biểu lớp cho buổi sáng. Đây, buổi sáng đây. Như vậy là thì một lớp ghi ra đây, ghi chào cờ, đừng ghi rõ chào cờ ở đây nhé, chào cờ này, đấy, chào cờ nhé, thì sinh hoạt này. Còn thứ không học thì là để chống, học là để chống, thấy không nào, nhé. Còn đây là thứ cái biểu lớp buổi chiều, nhé. Thứ biểu lớp là cả sáng cả chiều, đây. Sáng đây, lớp 9A đây, sáng đến chiều đây, đúng không? Còn đây là thứ cái biểu giáo viên. Giáo viên buổi sáng, đúng không? Giáo viên buổi chiều. Rất nhiều các bạn xem nhưng rất nhiều những cái khuôn dạng khác nhau. Thì có biểu phòng, thì có biểu giáo viên sáng chiều đây. Đấy, sáng và chiều. Chúng ta hay buổi chiều là trống chưa có gì cả. Chúng ta chưa xếp buổi chiều. Thì có biểu là lớp từng lớp một đây, từng lớp một nhé. Thì có biểu từng giáo viên một, đây, từng giáo viên một đây. Đây, từng giáo viên đây nhé. Thì biểu lớp là thì cái biểu lớp là ghi rõ là chào cờ ở đây. Đấy, thấy không nào? Được chưa? Đó, thì đó là những cái mà chúng ta chú ý nhé. Như vậy ở cái bảng này là bảng có đủ tất cả mọi thứ của chúng ta có thể dùng nó để chúng ta nhé. Để chúng ta đẩy cho từng giáo viên một. Bây giờ tôi nói sang cái lệnh số 6 là chúng ta có thể quan sát và tinh chỉnh. Thì tôi nói rồi là đây này, không nhìn vào và không nhìn nó sẽ có các cái đây. Các cái lệnh này nhé. Không nhìn là chúng ta quan sát đây, min lúc là theo từng lớp một, từng giáo viên một, show on là xem toàn trường theo lớp, bro teacher là xem toàn từng giáo viên, mà chúng ta có thể xem và đồng thời là quan sát tinh chỉnh, hay view là xem từng lớp một cả sáng cả chiều, show on room là xem thời biểu của các phòng, còn triple view là xem đồng thời một lớp, một phòng và một giáo viên. Khá như vậy nhé. Và chúng ta có thể quan sát, thông thường là xem quan sát ở main loop là hay dùng nhất. Đây. Chúng ta quan sát, chúng ta có thể tinh chỉnh. Thông thường là tinh chỉnh ở trên giáo viên. Đây. Khi chúng ta bấm vào môn văn, thì dưới đây chính là môn văn này. Đây, như vậy Trương Thị Đản là giáo viên dạy môn văn của lớp 6A1. Chúng ta sang lớp 8A2, lấy ví dụ 8A2 nhé. Thì môn văn của 8A2 là Vũ Thị Ngọc Quý đây. Như vậy là Vũ Ngọc Quý dạy 832 này, dạy 635 này. Bấm đây thì bấm đây lại hiện ra đây chữ 635. Đấy nhá, như vậy là giữa hai cái lớp giáo viên có quan hệ với nhau. Bấm môn toán. Ở đây thì ở dưới sẽ là giáo viên toán. Đó, thấy không nào? Mà chúng ta quan sát.
nhé. Tôi lấy ví dụ nhé, đây ví dụ như là chúng ta quan sát cái người là tên là Nguyễn Thị Mai đi. Nguyễn Thị Mai các bạn thấy không, là ở thứ bảy có một tiết là tiết toán đúng không? Đây này, thứ sáu đây rồi. Thế bị người này là người này kêu của tôi là như vậy, thứ sáu tôi dạy được cả tuần, dạy mệt quá, tôi muốn là nghỉ ngày, tôi muốn chuyển ngày thứ hai, tôi muốn chuyển cái ngày sang ngày được không? Thế nhé, vì chỗ này còn rỗng này, chỗ này bận thôi nhưng mà có thể chuyển vào được. Thì tôi có thể chuyển như sau nhé. Cách làm như sau, cách làm mà tôi như sau này. Cách mà chúng ta chuyển, chúng ta chỉ vào bấm giữ nút và ta di chuyển. Nhưng mà trước khi mà chúng ta kéo thả trên thực của giáo viên để chuyển tiết, thì chúng ta nên lựa chọn cái thuật toán kéo thả ở đây. Chữ này ghi kéo thả nhé. Bấm vào đây và lựa chọn thuật toán. Thì phần mềm hỗ trợ chúng ta là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thuật toán. Đấy. Thì ở đây trong câu toán này có thuật toán có chữ tối ưu. Đây này, thì tối ưu là cái gì? Thì tôi nói luôn nha, tối ưu là như thế này. Phần mềm mà đã đưa ra một loạt các cái tiêu chí để đánh giá xem là thầy cô biểu của một cái giáo viên là tốt hay là xấu, cái này phức tạp lắm, cái này các bạn tìm hiểu sau nhé. Nhưng mà tối ưu là như này, tối ưu là khi mà vấn đề khi mà chúng ta di chuyển một tiết học trên cho một giáo viên, thì nó sẽ ảnh hưởng đến giáo viên 2, 3, 4, 5, ảnh hưởng đến N người khác. Đấy. Không thể nào chỉ có hạn chế người này. Khi ta làm tốt lên cho một người thì người khác sẽ bị ảnh hưởng. Thì khi mà dùng từ tối ưu ở đây là khi một người đầu tiên mà tốt lên thì người thứ 2, 3, 4, 5, 6 bị thay đổi theo điều nhưng không xấu đi. Không bị xấu đi thì đó là gọi là tối ưu. Thì xấu đi là gì? Xấu đi là nó có các cái tiêu chí để đánh giá thế là xấu đi. Ví dụ như là không tăng số ngày, không giảm số ngày nghỉ, không giảm số buổi nghỉ, không giảm không tăng số tiết trống đó, ví dụ đó là những tiêu chí đánh giá chúng ta sẽ tìm hiểu sau nhé. Thì chúng ta chọn, thì các bạn theo thôi, các bạn lại chọn cái này. Cách hay dùng nhất chúng ta chọn cái này, cái này là cái theo tôi là cái, đây là cái thuật toán là hay dùng nhất, tốt nhất là cái gọi tinh chỉnh tối ưu là OPDPR FPR, hơi phức tạp một chút nhé. Thuật toán thứ hai hay dùng là toán tối ưu này, OPCX và OPDPR nhé. Và cái thứ ba hay dùng là toán này, vị trí cố định. Thì theo tôi là chúng ta dùng cái này là 1, cái này là 2, cái này là 3, còn cái còn lại chúng ta không cần dùng, nó phức tạp lắm. Rồi, tôi làm thử nhé, mình bấm vào đây. Bấm vào đây. Chọn thuật toán tối ưu, tối chỉnh của chúng ta là thuật toán tối ưu là OPDPR FPR, theo tôi là hay nhất. Thì cho là vì sao chúng ta bấm vào đây và chúng ta kéo thả, bấm giữ tay và kéo thả sang bên này. Đây chúng ta làm cho bạn đấy nhé. Khi các bạn bấm và giữ thì phần mềm nó sẽ hiện ra cái nút màu xanh là cái chỗ mà phần mềm khuyên là nên chuyển sang. Được chưa? Đó. Đấy nhé, bây giờ tôi bấm giữ này này. Chúng ta có thể chuyển sang đây cũng được. Sang đây cũng được. Sang đây cũng được. Chuyển sang đây nhé. Ở đây là môn sinh đấy. Ta thả tay ra này. Thả tay ra. Đấy, như vậy là được nhé. Thì phần mềm như sau này. Phần mềm sẽ hiện ra thì có biểu mà thì có biểu của mà bên trái là trước khi hiện ra, ở bên trái là thì có biểu là trước khi thay đổi và bên phải là sau khi thực hiện lệnh. Nhưng mà chúng ta quan sát được là lớp đó trước và sau khi thay đổi và quan sát được từng giáo viên. Đây là giáo viên Mai đây. Đây giáo viên Giang là giáo viên bị ảnh hưởng theo. Được chưa? Như vậy là nhá, như vậy là giáo viên Mai. Đây, giáo viên Mai là sẽ chuyển từ đây, chuyển từ thứ bảy này sang thứ hai. Đây là trước đây và sau đây. Giáo viên Mai là tốt lên đúng không nào? Giáo viên Giang. Đây Giang đây. Giang sẽ chuyển từ tiết 4 ngày thứ hai đây sang bên này, đây trước đây và sau đây. Như vậy trường hợp này là cả Giang cả Mai đều tốt lên cả, các bạn thấy không nào? Như vậy là cô Giang rất may, cô Giang là thoát ngày thứ hai. Còn cô Mai thì lại thoát ngày thứ bảy. Cô Mai đây nha. Đó. Còn đây thi vào lớp đây, không ảnh hưởng gì lắm. Tốt quá, chúng ta bấm đồng ý kết thúc. Như vậy là xong, chuyển xong cho cô Mai này, tốt lên và cô Giang cũng tốt lên luôn. Đây là trường hợp hi hữu, còn nói chung đa số là những người khác bị ảnh hưởng đấy. Có thể tìm thử người khác nhá. Kiểm tra này, đi kiểm tra người khác này, đây kiểm tra người khác này. Đây, người này nhé. Người này cô này là cô này là cô hay là ông à, đây cô này là cô Ngô Thị Thu Hiền đã được tốt rồi, nhưng mà cái hai chỗ này hơi trống, cô ta muốn dồn lại một tí nhé. Đây này. Đúng.
chúng ta dồn lại nhé, đây này, chúng ta muốn dồn từ dưới lên nhé, chúng ta bìa chúng ta bấm vào đây, bấm này và ta di chuyển lên này, đã di chuyển lên đây nhé, vẫn dùng cái toán kia nhé, đấy như vậy cái này là đông người bị ảnh hưởng hơn đấy, 1 này 2 này 3 này 4 ảnh hưởng đấy, nhé các bạn chú ý nhé. Như vậy là cô Hiền là tốt lên này, giáo viên tiếng Anh này, bên này dưới bên này là lên xuống đổi nhau không ảnh hưởng gì cả. Giáo viên này cũng vậy không ảnh hưởng. Giáo viên này bên này xấu đi. Giáo viên này là bị xấu đi nhá. Thúy thì bị xấu đi là đây đang liền thành rời nhau. Như vậy là trong trường này là có một giáo viên bị xấu đi. Bạn thấy không nào? Thì chúng ta hoán đổi thôi. Giáo viên Hiền là tôi muốn tốt lên thì ảnh hưởng đến giáo viên Thúy. Thì như vậy tôi sẽ phải là tôi là người quyết định mà, tôi là người xếp tôi quyết định. Đấy chúng ta chú ý nhé, giáo viên Thúy này là người già cả mà lại khó tính thì chúng ta hủy lệnh đi, còn giáo viên này là người trẻ măng mà là mới vào, ok chúng ta quý luôn, kết thúc xong đấy. Thì nhưng mà đây là quá trình mà tôi gọi là tinh chỉnh, thì tôi chỉ mô tả các bạn một lệnh thôi, còn có rất nhiều lệnh khác nhau nhé, chúng ta tìm hiểu sau nhé. Đấy như vậy tôi trình bày tới đây là kết thúc cái buổi hôm nay của tôi. Bây giờ các bạn có hỏi gì thì hỏi, tôi sẽ trả lời ở trên màn hình. Trên lớp chúng ta có bạn Duy Anh nữa, người cũng kia chúng tôi, thì bạn Duy Anh cũng sẽ trả lời các bạn nhé. Ai có hỏi gì nữa không nào? Dạ em chào thầy ạ. Đây là cái rất đơn giản thôi nhưng mà thực tế khi làm rất là phức tạp nhé. Dạ. Em hỏi đi nào, hỏi đi. Em chào thầy ạ, thầy cho em hỏi một câu hỏi với ạ. Rồi. Tức là em xếp ở trung học phổ thông cấp 3 ấy, thì em trong quá trình xếp thì em cũng mới xếp, thì em gặp hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất tức là ở trường em ấy thì có học buổi sáng và học tăng cường buổi chiều. Vậy thì khi mà em chọn xếp thì có chọn được cái xếp cả ngày không ạ? Đấy là câu hỏi thứ nhất ạ. Câu hỏi thứ hai là buổi chiều, ví dụ như buổi sáng khối sáng học thì sẽ học tăng cường vào buổi chiều có 3 môn thôi ạ. Thế thì cái số phòng buổi sáng, cái số phòng mà lớp trường em học tối đa là 22 phòng, nhưng mà buổi chiều các lớp học tăng cường ấy, thì lại chỉ có 10 phòng học thôi ạ. Vậy thì theo thầy thì thầy chỉ giúp em cái cách để em xếp, tức là để có thể dàn ra tất cả các buổi ạ, mà không có, tức là và để cho một buổi mà không quá các cái lớp dạy, mà tức là không quá cái số phòng học đấy ạ. Ví dụ như là có 12 phòng học mà ở lớp em buổi chiều học tăng cường thì chỉ có 10 phòng phòng học thôi, thì sẽ có hai phòng, hai lớp sẽ không có phòng học ạ. Vâng, em có hai cái câu hỏi thầy đấy ạ, mong kính mong thầy giúp em ạ, và em cảm ơn thầy ạ. Để trả lời nhất cho của em thì là cái câu hỏi 1 thì là dễ hơn, câu hỏi 2 thì là phức tạp hơn đấy. Câu hỏi 1 là vậy trường em là rõ ràng là có hai, như vậy rõ ràng là mình phải nhập không giảng dạy cho sáng riêng và chiều riêng đúng không nào? Dạ vâng. Và phần mềm và ta nhập hình như vậy, nhưng mà nhập sáng riêng chiều riêng, nhập công chuyên môn riêng sáng riêng chiều riêng, và nhập xong rồi chúng ta làm công việc chuẩn bị đấy. Công việc chuẩn bị chúng ta cũng làm cho sáng riêng và chiều riêng nhé. Ví dụ chúng ta đây ví dụ nhé, chào cờ chỉ buổi sáng thôi nhưng buổi chiều vẫn không học đúng không, vẫn có thể xếp buổi chiều được không học. Và khi mà xếp xong, làm xong bước 4 rồi thì sang bước 5 đấy, thì chúng ta vào đây nó có lệnh chính đây, thì nó có cái lệnh này cái lệnh này này là cái lệnh xếp tự động cho cả sáng, đây là trong này có lệnh xếp sáng riêng và chiều riêng đây này, thấy không nào? Ta xếp xong buổi sáng xong sang buổi chiều luôn không sao cả. Yeah. Hoặc thích thì em có thể vào lệnh này là xếp đồng thời cả sáng cả chiều luôn cũng được. Thời gian nó gọi là sáng, đây là dạy sáng chiều, nhưng mà nó vẫn là thời gian vẫn trong máy tính vẫn làm hai lệnh độc lập, sáng riêng và chiều riêng nhé. Rồi cho câu hỏi thứ hai của em là phức tạp hơn, là buổi chiều nó là hạn chế chỉ có 10 phòng đúng không nào? 10 phòng đúng không? Thì chỗ này đúng là rất là khó, nhưng mà tùy trường hợp thì mà mình mới khuyên được, nhưng mà có lẽ là như thế nào chúng ta sẽ phải làm rất là kỹ để bảo đảm. Thì có một cách này, chúng ta xếp cái buổi chiều
hơi 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 bị khó nhỉ. Cứ bây giờ các bạn xếp buổi sáng trước nhé, xong đi, xong chúng ta sẽ chuyển sang buổi chiều. Và chúng ta như vậy là buổi chiều, như vậy suy ra là buổi chiều là như vậy là mà nó sẽ phải xen kẽ nhau đúng không nào, nên số phòng hạn chế đúng không? Như vậy là gì, như vậy là như vậy là có một số lớp mà vào học, lớp khác là nghỉ không học đúng không? Vâng. Cái điều chúng này là ta phải lựa chọn là có cho phép hay không, là chúng ta sẽ phải đặt cái khung học ấy. Chúng ta dùng khung học để chúng ta làm, chúng ta mà cái này đúng là hơi khó nhé. Cái này nhé, cái này bây giờ như này nhé, bây giờ chúng ta làm, chúng ta sẽ phải xếp xen kẽ các khung học, dùng khung học để chúng ta đặt cái tạo khuôn cho lớp học, khung học nhé, để bảo đảm rằng là trong mọi thời điểm, ví dụ như ở trường em là, ví dụ trường em là có 22 lớp đúng không ạ? 22 lớp. Vâng. Thế 22 lớp học buổi sáng thì buổi chiều thì 22 lớp đấy cũng học. Đúng. Nhưng mà buổi sáng thì có 22 phòng nhưng mà buổi chiều thì chỉ có 10 phòng thôi nhỉ thầy ạ? 10 phòng. Do vậy là khi mà xếp tất cả 22 lớp mà vào một buổi thì sẽ không có phòng học. Tùy thuộc vào cái số tiết mà các bạn phân công thì chúng ta có thể có hai cách. Cách nhất là chúng ta mà chúng ta xếp, ví dụ chúng ta xếp là 22 lớp thì chúng ta cho 10 lớp, ví dụ như nhé, 10 lớp thì học 2 thứ tư. Vâng. 10 còn 12 lớp sau thì học thứ tư, năm sau là học thứ mà học vào cuối tuần cho nó khỏi bị lẫn nhau. Hoặc ta giải ra cũng được. Giải ra toàn bộ thì chúng ta làm như sau. Chúng ta các bạn đặt cái không học, đặt học vào trước đi và bảo đảm rằng là tại mỗi buổi học ấy luôn là có là 12 cái khung học chèn nó vào. Như vậy tại mỗi buổi học chỉ có 10 phòng học là giờ trống thôi. Ví dụ thế nhé, cái này có lẽ là khi nào mà em là người của công ty sẽ cùng với em là phải cụ thể hơn nữa. Đây tôi nói chung chung thôi chứ không thể nào thì phải dựa vào cái thực tế là buổi chiều không là bao nhiêu tiết rồi là chia nó ra. Chia vĩ mô là chia là ta chia hẳn ra là lớp này học thứ 2 thứ 3, lớp này học là thứ 5 thứ 6. Và chúng ta sẽ dùng khung học của chúng ta để chúng ta điều chỉnh. Vâng. Khung học nhé. Vâng. Khung học để chúng ta mà chúng ta căn chỉnh các phòng học cho hợp lý. Vâng. Để có thể hơn. Thầy ơi, thầy cho em hỏi thêm một câu nữa vậy ạ. Ở trường em thì em xếp là thời khóa biểu chính với lại có thời khóa biểu tăng cường ạ. Thế thì buổi sáng các cái lớp học chính thì sẽ học tăng cường vào buổi chiều. Thế thì em có thể xếp vào cùng một thời khóa biểu được không ạ thầy? Hay là phải xếp vào hai cái file ạ? Tức là em ý của em nó hỏi là xếp vào từng file một hay là lại phải xếp vào hai file? Tức mọi khi như em làm ấy. Một file được chứ, không có hai file được. À thế ạ. Tức là mọi khi em làm thì tại vì em mới xếp lần đầu thầy ạ. Nên là mọi khi em làm thì ví dụ như em xếp các cái thời khóa biểu chính là cả buổi sáng lẫn buổi chiều, cho một khối sáng với khối chiều là thời khóa biểu chính. Thế còn thời khóa biểu tăng cường thì em lại xếp riêng nó ra. Thế do vậy là khi trong cái quá trình xếp đấy em cứ phải căn, ví dụ như là mệt lắm không được, một file lại hai file, được hai file, suy ra một thời biểu một giáo viên lời có hai cái tệp, hai cái tệp mà có biểu không? Vâng ạ. Vâng. Một file thôi, một file chung mà thì nó mới chia sẻ chung được lớp học, chia sẻ chung được giáo viên chứ. Một file thôi. Một file nhé. Vâng. Thế thì như thế là mình cứ chọn là xếp cả ngày đấy thầy nhỉ? Đúng thế. Tất cả các lớp là cả ngày và anh nhập phân công riêng. Như vậy là ví dụ như là khối 6 thì là buổi sáng là học chính, buổi chiều là học tăng cường, phân công riêng. Khối 7 là buổi sáng là tăng cường, buổi chiều là chính, ví dụ thế, tùy trường em. Dạ, dạ vâng. Vâng. Một file không, tất cả thứ được là một file hết nhé, không có chuyện tách ra là hai file. Dạ vâng ạ, vâng em cảm ơn thầy ạ. Thầy cho em hỏi một câu nữa, tức là em ở trường em ấy muốn mua bản quyền ấy thì em có thể liên hệ với cô với số điện thoại nào ạ? Hương á, thì cô Hương có trên màn nhảy Hương ơi. Hương không vào, thì Duy Anh là trên màn, có Duy Anh này, Duy Anh đang ở trên màn hình đấy. Có thể liên hệ. Đúng, phần mềm thì phải là cô liên hệ với cả chị Hương ạ. Dạ vâng, thầy ơi, thầy cho em, tại vì em vào sau nên là em không có cái số điện thoại của chị Hương đấy. Chú bật lại cái slide của chú ngay đầu tiên, có số điện thoại của chị Hương nha. Đây đây đây, các bạn có nhìn cho màn hình không nào? Vâng ạ. Đây này, Hương đây này, đi về đây nhé, Hương đây này, đây là số điện thoại đấy nhá.
Ông có thể gọi vào số điện thoại cầm tay này, số điện thoại bàn này cũng là Hường là đang kiểm soát nhé. Đấy. Dạ vâng. 368. Dạ vâng ạ, vâng em cảm ơn thầy ạ. Dạ. Có ai hỏi gì nữa không? Bây giờ mọi câu hỏi khác các bạn muốn hỏi, các bạn có thể vào cái nhóm Facebook mà gọi nó là STKB ấy, thì hiện nay bạn Duy Anh trên màn hình, Duy Anh là người mà đang quản quản lý cái nhóm đó, thì Duy Anh sẽ trả lời những câu hỏi khác nữa của các bạn ở trong cái nhóm đó nhé. Các bạn nên join vào cái nhóm theo biểu mà để hỗ trợ nhé. Vâng ạ. Anh Duy Anh ơi, cho em hỏi chút, tức là em bây giờ em muốn vào nhóm ấy thì em thì thầy Thì vào Facebook, cô vào Facebook là xong cô gõ chữ STKB là sẽ ra cái nhóm đấy nhỉ. à tức là vào Facebook xong STKB ạ. Dạ. Vâng, cô gõ chữ STKB là sẽ ra luôn nhé. Này, Dạ vâng. cho bạn xem cái nhóm ấy nhá, nhìn hình ấy luôn nhá. Vào Dạ vâng Facebook ạ. của bạn nhá. Sau đó các bạn gõ cái chữ là STKB. Đấy là nó sẽ ra luôn chữ phần mềm thì có biểu đấy ạ. Dạ vâng. Nhóm này này. Để xong cô ép vào, xong cô join vào nhóm là xong đấy. Dạ Nhưng vâng. là nhóm open, nhóm mở nhé. Nhóm Vâng là ạ. nhóm mở chứ nó không có gì đây này. Đây nhóm này này. Đấy, chúng Vâng. ta có thể các bạn cứ join nó vào là nó vào thôi. Đây là nhóm public. Đấy, thấy không Dạ ạ? vâng. Và chúng Vâng ta ạ. ai cũng quyền là chúng ta có thể vào đây, chúng ta có thể là hỏi đúng không? Thì ở trong Vâng. là Duy Anh đang là quản quản trị viên của nhóm này, Duy Anh sẽ là người cùng bạn là bạn là đang đang vào đây này. Đấy. Vũ Vũ Thu Hằng là ai này? Đấy. Là vào luôn thôi nhé. Vâng ạ, vâng. Có nhiều người vào phép nhỉ. Đấy. Đang vào nhóm này nhé. Thì Dạ mọi vâng. câu hỏi hết nằm trong nhóm này hết. Vâng ạ. Ai hỏi gì nữa không nào? Để tôi tắt kia của tôi đi để ai muốn chia sẻ hay là Duy Anh sẽ cần thì cho anh tôi tắt kia tắt cái chia sẻ này đi rồi. Ai hỏi gì thì hỏi nữa đi nhé, hỏi nữa đi. Cái thứ biểu này các bạn nói rồi là các bạn chú ý là các bạn mới vào thì rất là bỡ ngỡ thì chúng ta phải chịu khó phải 1 2 năm thạo cơ, không thạo ngay ở đâu. À nói luôn là xin nói luôn là có một số thầy giáo ở trên mạng là rất là thạo nhá. Thì các bạn có thể tìm cách liên hệ với các thầy đó nhé. Thứ nhất là thầy tức là thầy Thìn đúng không? Gì Thìn Vũ Thìn à? Thầy Vũ Thìn ở trường thầy là hiệu trưởng của trường Trung học phổ thông Đa Phúc Hà Nội. Thì thầy Thìn này là vô cùng thạo luôn ấy, thì các bạn tìm hiểu và các bạn lên mạng các bạn tìm thì thầy các bạn cứ thầy thầy Thìn các bạn hỏi nhé. Một thầy nữa tên là thầy Lê Quốc Hùng là hiệu trưởng của trường trung học trường chuyên ở Bà Rịa Vũng Tàu đấy. Thầy Lê Quốc Hùng nhé. Cũng là một người là một ông là một người rất là thạo phần mềm thì có việc của chúng tôi cho nên là các bạn cứ hỏi thầy Hùng là ra hết là thầy Thiền nhé. Một thầy nữa là thầy tên là thầy Nhâm là hiệu trưởng của trường hiện nay đang hiệu trưởng đương chức của trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú Hà Nội. Cũng là một người rất là thạo mềm tạo ra có biểu thì các bạn chỉ cần hỏi những người đó là hoặc một thầy nữa là thầy Tuấn là trước kia là trường Trung học phổ thông Ngô Quyền Hải Phòng. Thế nên thầy Tuấn như thầy chuyển sang dạy ở trường khác. Trường nào không không lý trường Lương Thế Vinh hoặc một thầy nữa là thầy Ca là hiệu trưởng một trường ở ở Quảng Nam thì mình quên 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 cái danh có nhớ thầy Ca từ nào không nhỉ? Ủa, không thầy Ca này là rất là thạo phần mềm luôn, vô cùng thạo phần mềm thì không hiểu. Đấy là hiện nay là ở trên chỗ chúng ta là có một số thầy là rất là thành chuyên gia rồi, rất thạo. Các ông đó các ông chỉ xếp theo điều trong khoảng 30 phút là xong. Rất đẹp luôn vì họ họ rất thạo, họ làm rất là nhanh và họ tinh chỉnh rất là khéo và rất đẹp luôn. Thì các bạn có thể liên hệ với những thầy giáo đó. Này giống như tập lái ô tô ấy, các bạn đi ô tô mới đầu đi chả sợ đâm người kia nhưng mà ra phải đi nhiều ta mới đi mới thành thạo được.
đấy. Thật có ai rồi nhảy ô tô là học trong một tiếng là đi ngay được, chúng ta phải xem. Chúng ta phải làm nhiều, đi nhiều nó quen, cũng phải đâm vài người để ra mới thạo được. Đúng như thế thôi. Em với sếp em cũng nản quá thầy ạ. Em sếp được hai kỳ nhưng mà em sợ mọi người cứ kêu ấy. Thế người kêu là dễ lắm, người làm mới khó, kêu là dễ. Vâng. Đây biết các bạn bên mặt đây là có anh bạn Duy Anh, bạn bên mặt Duy Anh nhiên thì có gì cần thì trao đổi cả với Duy Anh nhé. Dạ vâng. Có ai hỏi gì nữa không nhỉ? Thôi chúng ta nghỉ nhé. Sau đây tôi sẽ đưa cái file, tôi sẽ đưa cái video này lên trên nhóm, các bạn vào nhóm và xem nhé. Dạ vâng, em cảm ơn thầy ạ. Chào mọi người nhé, kết thúc ở đây thôi. Em chào thầy ạ. Chào các bạn nhé.